Thời của Đức Phật á, các vị tu chứng thánh dễ lắm, gọi là chứng A-la-hán. Tại sao các vị tu dễ vậy mà giờ mình tu không thấy A-la-hán mà thấy A-la-làng không? Bởi vì cái thời đó là thời chánh pháp hưng thịnh. Chánh pháp hưng thịnh là gì? Gọi là thời thiền định kiên cố. Chánh pháp được dịch nghĩa là thiền định kiên cố, là lúc đó nó không có những cái ngoại duyên. Các thầy vô tu là cái duyên tu nó rất thù thắng. Còn bây giờ mình tu thì cũng có, nhưng mà cái duyên tu của mình nó giảm đi rồi. Ví dụ như mình có internet nè, rảnh là mình đi search, mình đi dạo thế giới nè, tin tức chuyện này chuyện kia nó cũng lôi mình rồi. Mà đại chúng để ý mà hễ mình ngồi vô cái bàn mà vô trên mạng mà đi dạo trong cái thế giới internet rồi là quên quên giờ giấc đó, rồi điện thoại nè, thấy không, rồi tin nhắn nè, rồi email nè, thấy không, rồi bây giờ mình ăn á, là mình tự nấu nè, cho nên hết món này tới món kia nè. Còn các vị ngày xưa ôm mình bát sáng đi ra khất thực, ai cho gì ăn nấy, về ăn ngày có ăn cử ở trong rừng. Thật sự ra bây giờ mình có muốn cũng không được, tại vì cái thời của chúng ta là cái thời mà xã hội văn minh người ta không còn chấp nhận cho mình sống đi vào rừng, nhất là ở xứ Mỹ này mà sống vậy không được, hay là nhất là Canada là xứ lạnh là sống kiểu đó không được, cho nên ít nhiều mình bị chi phối. Còn ngày xưa cái đó nó không có, cho nên người ta dễ đi vào cái định tĩnh, ít bị chi phối. Bây giờ người nào mà tu giỏi cỡ nào, tu chứ thế nào ngày cũng phải nghe 2-3 lần cái điện thoại, phải không? Còn các bác rồi bây giờ có muốn niệm Phật đi nữa mà đau quá niệm một thời nghĩ tới 3 thời rồi. Cho nên thời chánh pháp là thời thiền định kiên cố, thời tượng pháp là thời na ná nhìn giống giống thôi, còn thời của mình bây giờ là đấu tranh kiên cố, gọi là mạt pháp. Con người nói nhiều hơn là làm, đấu khẩu gọi là bút chiến nhiều hơn là thực hiện, cho nên sách vở in rất nhiều nhưng mà sự tu tập ít có. Còn ngày xưa người ta truyền khẩu với nhau, không có viết chữ viết kinh gì hết trơn, và người nào cũng nhiều thời gian để mà ở trong cái sự tu tập. Thưa đại chúng á, vì vậy mà tại sao mỗi năm á phải có cái mùa an cư của chư tăng, bởi vì một năm 12 tháng mà 9 tháng đi hành đạo thì ít nhất phải có 3 tháng để mà tu tập, để mà gọi là gì, rèn luyện lại, gọi là hun đúc lại, hay là mình chạc pin lại sau 9 tháng mình sử dụng nó. Cho nên mỗi một vị xuất gia là 3 tháng an cư rất cần. Mình đi lại nhiều thì ít nhiều gì bắt buộc phải chi phối. Cái điều đó là sự thật. Nếu mà mình bận rộn trong Phật sự, nhưng mà rồi cái Phật sự đó cũng phải giao tiếp, nói cười, qua lại, vân vân, thì nó cũng làm cho mình giảm đi một phần nào của sự định tĩnh. Cho nên trước hết mình nói tới chữ A-la-hán. Ngày xưa các cụ xưa không có cho gọi A-la-hán, phải đọc là A-la-hớn, bởi vì các ngài không muốn người khác tác ý những cái chữ mình nói phiên âm đó, đôi khi người khác nghe mà người ta tác ý. Cho nên mình, các vị các hòa thượng dạy là mình đọc cái chữ đó làm sao để người ta đừng tác ý. Cho nên thay vì A-ra-hát đọc là A-la-hán thì các cụ dạy là đọc A-la-hớn. Và quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe các vị đọc là A-la-hớn. Vậy thì thời của Đức Phật, tất cả chư tăng phần lớn tu tập chứng thánh, thì cái quả thánh mà các vị chứng được đó là A-la-hán. Thì có rất nhiều vị A-la-hán chứ không phải ít. Nhưng mà sau này các vị thanh lọc lại mười mấy vị biểu tượng, cho nên khi nói tới A-la-hán, quý vị nói tới bao nhiêu vị? Thường thường các vị nghe nói bao nhiêu vị A-la-hán? 18 A-la-hán thôi.
Nhưng mà thật sự ra đó là chỉ có 16 thôi được chọn. 16 đó có nguồn gốc từ Ấn Độ. Và bắt đầu thì nó có hai cái thuyết. Thì người ta trong 500 vị A-la-hán đó, người ta chọn ra 16 vị biểu tượng. Rồi sau này á, trước đó chưa có ai vẽ tranh của các vị A-la-hán hết. Mãi đến khi ở bên Trung Hoa có một vị tổ, ngài đã nương vào cái tích của các vị A-la-hán và vẽ ảnh các vị A-la-hán và trở thành một cái nghệ thuật vẽ tranh các vị A-la-hán và truyền bá sau này. Rồi dần dần về sau, người Trung Hoa mới thêm hai vị A-la-hán nữa cho thành 18 vị. Vậy thì hai vị sau đó là do người sau thêm, chứ còn nguồn gốc nguyên thủy chỉ có 16 vị thôi. Thì người ta thêm hai vị, thì phần lớn là ta thêm hai vị là Hàng Long và Phục Hổ. Có chỗ thì người ta thêm ngài Đạt Ma, ngài Huyền Trang. Có chỗ thì người ta thêm ngài Huyền Trang với cái vị tổ mà tạo ra cái bộ tranh 16 vị La Hán đó, trở thành ra 18 La Hán. Nhưng mà cái vị hai vị mà phổ thông nhất ở trong 18 vị La Hán của Trung Hoa đó, 16 vị Ấn Độ, hai vị Trung Quốc, đó là Hàng Long và Phục Hổ. Thì câu chuyện của hai vị này thì cũng đơn giản thôi, tức là một vị thì hàng phục được một con rồng, và một vị là hàng phục được con cọp. Cái vị mà hàng phục con rồng á thì sống sau Phật 800 năm. Còn cái vị mà hàng phục được con cọp á là nguyên quán ở Cam Túc, Trung Quốc. Và ngài đã 3 lần phục hổ, 3 lần dẫn hổ về rừng tu. Cho nên sau này người ta vẽ hình của ngài á, người ta có vẽ con cọp kế bên. Vậy thì 18 vị La Hán, nếu nói về cái pháp tu, tại sao hình dáng của các ngài đặc biệt như vậy? Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi mỗi người mỗi sắc thái. Quý vị đồng ý không? Ngồi đây mỗi người mỗi nét mặt. Có người thì ngồi buồn ngủ, có người thì ngồi hơi, có người thì vui vẻ, có người thì hơi khó chịu. Mỗi người mỗi nét, mỗi sắc thái. Như vậy thì quý vị thấy rằng, nếu quý vị có dịp đi nhìn, đi chiêm ngưỡng 18 vị La Hán, là quý vị thấy nét mặt của các ngài không nét nào giống nét nào. Bởi vì đó là biểu tượng cho sắc thái của mỗi con người, cho hạnh nguyện của mỗi người, cho cách tu của mỗi người. Và từ đó giúp chúng ta nhận diện rằng ai cũng là A-la-hán hết. Bởi vì người nào cũng đều có cái sự tu tập ở nơi chính mình. Có những vị rất là nghiêm, có những vị rất là hoan hỷ, có những vị rất là chấp, khó tính, và có những vị hề hà, sao cũng được. Thành thử ra trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có một sắc thái, mà sắc thái nào cũng mang lại cho một người hành giả nào đó có thể nhìn ngắm mà tu tập. Pháp Hòa ví dụ, đại chúng biết rằng á, lịch sử của Đức Phật Thích Ca đó, khi mà ngài thành đạo rồi đó, thì ngài đến vườn Lộc Uyển, ngài gặp năm anh em ngài Kiều Trần Như để mà nói bài pháp đầu tiên. Thì ai cũng biết bài pháp đầu tiên tên gì hả? Tứ Diệu Đế, phải không? Nhưng mà bởi vì ngài thuyết cái bài pháp đó, nhưng bây giờ nếu chúng ta nghiệm kỹ lại đó, bài pháp đầu tiên của Đức Phật nói không phải Tứ Diệu Đế, mà chính là cái uy nghi nghiêm định định tĩnh của ngài. Bởi vì trong sử kể nè, trong sử kể á, khi mà ngài đến vườn Lộc Uyển thì năm anh em ngài Kiều Trần Như đã bàn với nhau ở khúc này rồi. Một lát nữa cái ông Cồ Đàm đó tới á, mình đừng có thèm tiếp ổng nghe không. Ổng tu mà ổng bỏ cuộc nửa chừng, ổng không xứng đáng để mình tiếp ổng. Cho nên bàn với nhau là không ai tiếp ổng hết.
Nhưng mà quý vị biết rằng khi Đức Phật đi tới, chính cái oai nghi của Ngài, cái thái độ của Ngài, cái cử chỉ của Ngài, cái điềm đạm của Ngài, cái trang nghiêm của Ngài, tự động khiến cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như không ai nói ai, đứng dậy. Người thì đi múc nước rửa chân, người thì đi lấy khăn cho Ngài lau mặt, người thì đi rót trà cho Ngài uống, người thì đi trải chỗ cho Ngài ngồi, mà không ai nói ai hết. Vậy thì cái bài pháp đầu tiên Phật đã nói với chúng ta là bài pháp gì? Oai nghi. Mà trong Phật giáo gọi là thân giáo. Mình hướng dẫn con người có ba cấp: một là khẩu giáo, hai là thân giáo, ba là ý giáo. Và khi chúng ta nghiệm kỹ thì chúng ta thấy rằng chính cái oai nghi điềm đạm của Đức Phật đã cảm hóa năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Có bao giờ quý vị nhìn một người nào đó trang nghiêm, tĩnh lặng mà tự nhiên trong tâm mình sanh cái tâm cảm phục? Có không? Người đó chưa nói câu nào với mình, nhưng mà chính cái oai nghi, cái hình tướng của người đó đã làm cho mình có một cái gì đó mình cung kính. Chính người đó đã cho mình bài pháp. Vậy thì bài pháp đầu tiên là thân giáo. Bây giờ á, mình muốn nói con mình. Có nhiều Phật tử biểu thầy phải dạy chỉ cách con nó làm sao, thì Pháp Hòa mới nhớ hồi xưa ông bà mình có cái bài nhắc: tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm mẹ nó nói với con tôm con á: tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó chắp tay, nó nói: con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử coi. Đi được không? Tại sao? Tại con tôm mẹ nó không vòng, làm sao biểu tôm con đi thẳng được, phải không? Cái câu đó ý muốn nói với chúng ta, nhiều khi con mình nó học theo cái cách của mình. Mình sống sao, mình hành xử sao, nó từ nhỏ tới lớn nó gần mình thì trước sau nó cũng có ít nhiều cái cách của mình. Cho nên nhiều gia đình á không ăn cà chua, nhiều khi chồng thích ăn cà chua mà vợ không thích ăn cà chua, vợ không bao giờ nấu món gì có cà chua. Dần dần rồi ông chồng cũng không ăn món cà chua, rồi sanh con ra nó cũng không cà chua, nó chỉ cà pháo thôi. Cà rem, cà ri gì thôi, chứ còn đặc biệt trong nhà không có cà chua. Mà tự nhiên có một món cà ai cũng thích, đó là cà thẻ. Và không có một ai mà mở lớp dạy cà thẻ mà đứa nào lớn lên nó cũng biết cà thẻ hết. Thì thưa đại chúng, trở lại cái hình sắc của các vị La Hán là biểu tượng cho chúng ta, nhắc nhở mình rằng trong những người xung quanh mình đây, mỗi người có một sắc thái, mỗi người có một cái nét, mà chúng ta nét nào cũng đều là những nét biểu lộ cái hạnh mà chúng ta có thể tu tập. Cho nên quý vị nhìn các vị La Hán, thí dụ như cái vị, có một vị La Hán tên là Trầm Tư La Hán. Thật sự tên của Ngài không phải Trầm Tư, Ngài có cái tên riêng của Ngài. Nhưng mà bởi vì cái hạnh của Ngài là điềm đạm suy tư, cho nên mình gọi Ngài là Trầm Tư La Hán. Quý vị nào có dịp mà đọc hay là đi đến những ngôi chùa mà có 18 bức La Hán, người ta có ghi chú rõ ràng lắm. Vị này tên Nguyên Thủy là tên gì, và do cái hạnh tu mà được cái tên gọi. Ví dụ một vị La Hán ngồi trên con nai thì gọi là Tọa Lộc La Hán. Vị La Hán phạch cái ngực ra, ở giữa có ông Phật gọi là Khai Tâm La Hán. Vị La Hán ngồi đưa tay vậy gọi là Trầm Tư La Hán. Vị La Hán ngồi trên con voi gọi là Kỵ Tượng La Hán. Vị La Hán cầm cái tháp là Ca Tháp La Hán. Vị La Hán ôm bình bát gọi là Trì Bát La Hán. Vị La Hán đưa tay lên cười với con sư tử gọi là Tiếu Sư La Hán. Vậy thì mỗi người có một cái hạnh,
Cũng như Đức Quan Âm, Ngài đi ngoài biển, Ngài cứu chúng sanh ở ngoài biển, cho gọi là Nam Hải Quan Âm. Chứ thật ra Ngài là Quan Âm thôi, nhưng mà bởi vì tùy theo cái hạnh đó mà người ta gọi đặc biệt cho Đức Quan Âm đó. Đức Quan Âm mà thường hay bố thí cho những người muốn cầu con, cho nên vẽ hình Đức Quan Âm ẵm đứa con. Cái đó gọi là gì? Tống tử Quan Âm. Đức Quan Âm cầm bình thuốc cho người nào có bệnh tật muốn xin thuốc trị bệnh, gọi là thí dược Quan Âm. Đức Quan Âm cầm cái giỏ cá, gọi là Ngư Lam Quan Âm. Đức Quan Âm đứng trên đầu con rồng, gọi là Long Đầu Quan Âm. Đức Quan Âm mặc chiếc áo liên hoa, gọi là Liên Hoa Y Quan Âm. Vân vân, đều là Ngài thôi, nhưng mà ở một cái đặc biệt, một cái trường hợp nào đó, sự gia hộ, sự gia trì của Ngài trong một trường hợp nào đó, và từ đó người ta đặt cho Ngài một cái biệt hiệu về cái hạnh tu của Ngài. Và thưa đại chúng, khi nói tới Quan Âm là người Việt Nam mình và người Trung Hoa đều tưởng tượng ra là một người nữ, nhưng mà thật sự Đức Quan Âm không phải người nữ. Ngài là một thái tử, một người nam, nhưng mà bởi vì cái hạnh tu của Ngài là hạnh từ bi, cho nên văn hóa Á Đông mình đó, nói tới từ bi, nói tới tình thương là phải nói tới hình ảnh của một người mẹ, một người nữ. Cho nên người Trung Hoa và người Việt Nam đã phát họa hình Đức Quan Âm bằng thân tướng của người nữ. Chứ còn quý vị đi qua Tây Tạng, qua các nước khác là quý vị sẽ hấp hồn, nói sao Quan Âm này vẽ trật. Bởi vì mình nghĩ là Quan Âm mình là nữ mà tại sao Quan Âm này là nam. Nhưng mà thật sự Quan Âm của mình là do mình, người Trung Hoa và người Việt Nam lấy cái hạnh từ bi biểu tượng qua người nữ mới vẽ người nữ, chứ thật Đức Quan Âm không phải tương nữ. Ngài là con của một vị thái, Ngài là thái tử của một vị vua mà. Cho nên người ta vẽ cái hình của Ngài Quan Âm là vẽ cái tướng nữ là do Trung Hoa và Việt Nam thôi. Rồi bây giờ mình gọi là Quán Âm là tại vì thời nhà Đường có một ông vua tên là Lý Thế Dân. Ông là người khai sáng ra triều đại nhà Đường. Ông được còn được gọi là Lý cái vị mà khai sáng nhà Đường đó. Cho nên cái tên của ông là Lý Thế Dân, có chữ Thế, nó trùng với chữ Quán Thế Âm. Cho nên nhân gian thời đó không được gọi là Quán Thế Âm, bởi vì kêu chữ Thế là trùng với cái chữ Thế của chữ Thế Dân. Người Hoa và người Việt Nam mình gọi là Phạm Húy. Cho nên bỏ chữ Thế đi, gọi là Quán Âm thôi. Rồi bây giờ mình cũng ảnh hưởng cái cách gọi đó, gọi là Đức Quán Âm. Chứ thật ra tên đầy đủ của Ngài là Quán Thế Âm, chứ không phải là Quán Âm. Nhưng mà bởi vì nó xảy ra câu chuyện là bởi Phạm Húy phạm vào cái chữ của Lý Thế Dân. Trong Kinh Kim Cang mà in ở Việt Nam mình đó, cái thời chú Nguyễn đó, có một số chữ cũng phải đổi đó, bởi vì nó Phạm Húy của hoàng tộc. Có những chữ trong đó phải độc trại đi để mà không có Phạm Húy. Thì cái vị La Hán mà Hàng Long Phục Hổ là hai vị được thêm vào trong cái bộ tranh 18 vị. Rồi nãy giờ Pháp Hòa nói về cái hình tướng, tại sao hình thái của các vị nó lạ như vậy. Và lại chúng nhớ là đó là nhắc nhở cho chúng ta mỗi người một hạnh tu, mỗi người một sắc thái. Còn riêng hai ngài Hàng Long, có ai thấy được rồng không? Con rồng cũng là truyền thuyết chứ có ai thấy được nó đâu, phải không? Vậy phải con rồng thì nó ở đâu? Nó trên trời. Mà con hổ thì nó ở đâu? Ở dưới đất. Vậy thì thưa đại chúng, hai cái con vật đó biểu tượng, mà con nào nó cũng mạnh và con nào nó cũng có cái sức uy dũng của nó. Mình cũng vậy. Nếu có những lúc mình bò bay trên cao như rồng, mà có những lúc mình bò dưới đất như rắn vậy đó. Nhưng mà thưa đại chúng, là mình hay nói rừng nào cọp nấy. Có không?
Mình hay nói rừng nào cọp nấy. Giống như bữa nay mình tới rừng này là mình không phải là cọp. Mình là gì? Mình là rồng thôi, lượn vòng vòng chơi vậy đó. Hổ nhà này là ai? Ông Tuấn. Cô Mai. Quý vị hiểu ý không? Khi mình nói tới con cọp thì thường nhân gian mình nói rừng nào cọp nấy, nghĩa là ở đâu cũng có những người. Thí dụ về nhà mình là cọp nhà mình. Nhưng mà khi mình đi tới nhà người khác mình không là cọp. Mình là rồng, là thượng khách. Nghĩa là mình là người khách thôi, mình vãng lai chứ không mình không có điều hành được khu rừng đó. Vậy thì quý vị thấy hai cái ý niệm hàng long phục hổ chưa? Mình ở về chỗ của mình là cọp của rừng mình. Nhưng mình đến rừng người khác thì mình là con rồng bay lượn tượng trưng cho khách. Còn ở đó ta làm chủ, người ta là chủ, người ta là cọp. Mình đừng có tới rừng ta mình dành mình làm cọp. Mà mình tới rừng người ta mình làm cọp thì sao? À, người ta nói mình không biết. Nói anh đó cái gì cũng biết, có một cái không biết điều. Con rồng nó bay cao, con cọp nó đi dưới đất. Nhưng mà cái dáng con cọp đi hay là dáng con sư tử đi, một bước đi của con sư tử làm cho muôn thú khác nó khiếp vía. Cho nên trong nhà Phật á, hay lấy những con vật như là voi, như là sư tử để biểu tượng cho chánh pháp, cho đại thừa. Bởi vì cái tiếng con cọp nó rú, con sư tử nó rống lên thì muôn thú khác phải khiếp vía. Cái pháp âm mà vang lên thì tất cả ma lực phải tiêu tan. Nơi nào có chánh pháp thì nơi đó tà pháp không thể có mặt. Một người Phật tử mà thấm nhập được chánh pháp thì tà pháp không thể xen lẫn vào được. Ví dụ như mình đã hiểu chánh pháp là gì? Nhân quả, phước tội. Con người sống là hai mặt, một là tội, hai là phước. Thế thì bây giờ mình, nếu mình tạo phước thì mình sống bằng cái phước, thì không có cớ gì mình phải sợ chụp hình ba người. Tại sao sợ chụp hình ba người mà trong khi đó Tây Phương Tam Thánh đứng cũng ba vị Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, quy y cũng Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Đi ra chợ mua ba ông đa phước, đa thọ, đa lộc, kêu là phước lộc thọ về để nhà, mà chụp hình không chịu chụp ba. Hỏi chụp ba xui. Hỏi xui sao nói không được. Mà nếu xui đi nữa là gì? Xui chèo mát mái, ăn thua mình nghỉ thôi mà. Thí dụ người ta nói năm nay bị sao kế đô. Tốt. Kế là đếm, đô là tiền. Kế đô là sao đếm tiền. Tại tôi tuổi Mậu Tuất. Mậu là mậu xỉn, mậu lưới. Chữ mậu là thịnh mậu, là tốt. Cho nên tâm mình nghĩ tốt là nó tốt, tâm mình nghĩ nó dở là nó dở. Ví dụ quý vị lấy cái xi măng đó, quý vị lấy khúc gỗ đó, quý vị đục đẽo xong quý vị để lên bàn thờ, quý vị kêu ông Phật, tưởng là ông Phật á. Nhưng mà trước khi nó là Phật, nó là gì? Khúc gỗ. Nhưng mà nhờ đục đẽo ra ông Phật. Thật nữa mình nói nó Phật là nó Phật. Mình nói cái gì lạ ra đấy. Cho nên dù con của mình ở nhà coi, mình cứ khen nó nhiều hơn là mình chê là nó sẽ tốt. Còn mình cứ chê nó hoài là nó bị, hằng ngày nó bị mình đẻo. Thí dụ mình nói con đó, rất là ngoan, đẻo nó một khúc, chặt nó một khúc, nó sẽ ngoan theo cái tư tưởng ngoan của mình. Còn nếu mình nói mày á, ăn là hạ báo đời. Mỗi lần mình nói như vậy là mình gieo vô trong đầu nó như một, nó là một khúc gỗ mà mình hãy đục nó méo mó thì nó ra cái tượng méo mó. Mình đục nó ngay thẳng là nó ra ngay thẳng. Cho nên nhất thiết duy tâm tạo. Đấy, chiều nay tự nhiên set up vậy cái thành ra đạo tràng pháp hội.
Rồi nếu mà tuần sau mà quý vị tổ chức là sinh nhật party là chỗ này khác à. Tại sao ta cái tâm mình muốn sao là cảnh nó ra sao vậy? Mình muốn trang trí làm sao ra vậy? Cái mặt của mình á, người ta cũng có một cây son, cây phấn vậy mà không có người nào vẽ mặt giống nhau hết. Vậy thì quý vị thấy mỗi người là La Hán chứ gì nữa. Cũng cây son đó, cũng cái cây vẽ đó mà không cô nào vẽ mặt giống nhau hết. Người đậm, người lợt, người xương xương, người hồng hồng, người trắng trắng. Cho nên cuộc sống chúng ta đa dạng. Mà khi chúng ta thấy đa dạng là gì? Là chúng ta thấy bằng tinh thần của La Hán. Là người có thể ứng hợp mọi thời cuộc để sống, vượt thoát tất cả mọi phiền não khổ đau là La Hán. Và hàng long phục hổ là để nhắc nhở cho chúng ta rằng đến đâu mình cũng là rồng, mà ở đâu mình cũng là cọp. Mình về nhà mình là cọp, mình tới nhà ta là mình là rồng. Thế thì mình đâu có gì khổ đâu. Mình đâu có gì khổ, tại vì mình tới đâu mình cũng đều là những con vật hùng dũng. Cho nên ở ở ở trong 18 vị La Hán đó, người ta để hai vị cuối cùng. Vì cái ý, cái lịch sử thì hai vị này là hàng phục con rồng và hàng phục con cọp. Chữ hàng phục là gì? Hai câu này, hàng long phục hổ. Ráp lại là hàng phục. Mà cái tâm của mình đôi khi nó dữ như cọp, mà có lúc mà nó bay cao như rồng vậy. Phải hàng nó, phải phục nó. Mà hàng phục được hai con vật đó thì mình đi tới đâu mình là cọp. Mà ta nói cọp này cọp giấy, cọp này cọp tu. Còn nếu mà mình cọp thiệt thì ta nói chằn như cọp, dữ như cọp. Cho nên quý vị thấy không, hiền ta cũng khen cọp giấy, khen cọp mà cọp giấy. Còn dữ ta nói cọp này cọp chằn. Đó thì qua cái ý nghĩa, mình nhìn vào những hình tướng, sắc tướng của các vị A-la-hán để mình tập tu. Bồ-tát nào đều cũng có những cái hình ảnh để mình tu hết. Đức Quan Âm, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Địa Tạng vân vân. Các ngài từ cái y áo của các ngài, biểu tượng của các ngài cầm trên tay, những cái bắt ấn của các ngài đều biểu tượng cho sự tu hành hết. Đều biểu tượng nhắc nhở mình ứng dụng trong cuộc sống. Đặc biệt là các vị A-la-hán mà các vị tổ Trung Hoa đã phát họa ra 18 bức ảnh đó để trang trí hay là để gọi là thờ ở trong chùa, đều là biểu tượng một sự nhắc nhở chúng ta. Nếu chúng ta có đủ chánh niệm, đi đến đâu mình cũng ghi nhận đều là A-la-hán hết. Có nhiều người nói chuyện với mình đó, không có giận, nhưng mà cái cách nói của họ mình nghe như họ đang gây lộn vậy đó. Thì mình đâu có buồn, họ nói đây cũng La Hán đó. La Hán này là cái biểu tượng. Rồi cái người kia lúc nào cũng hiền lành cũng La Hán đó. Có những vị La Hán đến với mình là mỗi câu nói, mỗi hành động đều luôn luôn khai mở cho mình. Đó là La Hán khai tâm. Có một La Hán tên là La Hán Khoái Nhĩ. Vì hạnh tu của ngài là luôn luôn lắng nghe, cho nên người ta vẽ cái hình của ngài á, ngài đưa cái giấy tai vô trong cái lỗ tai ngài, ngài giấy mà cái biểu lộ cái nét mặt của ngài là khoái đó. Khoái là thích đó. Khoái nhỉ. Chữ khoái là mình quấy vô lỗ tai mình. Thì hồi nãy Pháp Hòa bước vô thì Pháp Hòa thấy hai cái bức tượng, mà hai cái bức tượng rất là đẹp á. Hai bức tượng rất đẹp. Không biết đại chúng nãy bước vô có ai để ý không? Chắc không để ý đâu phải không? À. Hồi nãy Pháp Hòa xe quẹo vô, Pháp Hòa thấy hai bên để hai vị. Cho nên nó thôi thì chiều nay thiệt là bước vô là cái đầu mình nó rỗng biết nói gì. Thì Pháp Hòa thấy hai bức tượng đó thì thôi Pháp Hòa nghĩ rằng có lẽ cũng nên nhắc thêm về cái ý nghĩa ứng dụng trong cái hình ảnh của các vị A-la-hán để cho đại chúng khi chúng ta về chùa, chúng ta thấy những hình ảnh của Phật Bồ-Tát thì chúng ta biết rằng những hình ảnh đó không phải là không có cái duyên cớ,
mà đều có cái duyên cớ hướng dẫn cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta trong sự tu hành. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng hai hình ảnh của con rồng và con cọp qua hai vị A-la-hán hàng phục. Hàng phục là làm sao mình điều hành nó, mình khắc phục nó, mà mình khắc phục nó nghe lời mình để đưa đến cái chỗ an lạc. Cũng giống như một người tu, mình tu là mình như một người chăn trâu, cái tâm mình là một con trâu luôn luôn chạy nhảy, và mình là một chú mục đồng, phải rõ về con trâu của mình. Hễ con trâu đó mà nó sắp sửa đứng dậy, nó qua cái mảnh vườn của người khác, thì mình lại kéo con trâu trở về. Đến khi nào con trâu mình nó thần phục mình, nó thuần phục mình, nó chịu nghe lời mình, chừng đó mình mới được rảnh rỗi ngồi thổi sáo ăn bắp. Còn khi con trâu mình nó còn chạy nhảy, nghĩa là tâm mình nó chưa có định, thì chúng ta còn phải chăn tâm mình mỗi ngày mỗi khắc. Cho thưa đại chúng, hình ảnh ở trong chùa đó, con trâu là tượng trưng cho tâm, chú mục đồng là tượng trưng cho mỗi hành giả chúng ta. Mà con trâu mình á, nó đen thùi à, nghĩa là cái tâm mình nó còn mờ mịt lắm. Mình phải tu tập như thế nào để con trâu mình mỗi ngày nó trắng, từ đầu trắng dần, cho đến khi nào con trâu mình hoàn toàn trắng. Thì cái tâm của mình á, nghe pháp tập tu mỗi ngày sáng rang chút, sáng rang chút. Quý vị thấy không? Mình không nghe thì không biết, mà không biết thì không thể ứng dụng trong cuộc sống, mà càng ứng dụng mình càng thấy tuyệt vời, và càng ứng dụng mình càng thấy cái điều hay ở trong đó, mà khi càng thấy hay mình càng thích học. Cho nên hai cái nó hỗ trợ cho nhau. Và mình tu là một hành giả phục tâm thì chúng ta cũng thế. Mình tu như thế nào để mình hàng phục con rồng, con cọp ở trong chúng ta. Mình có đôi lúc mình cũng muốn bay như con rồng, có đôi lúc mình cũng tợn như con cọp. Nhưng mà cọp hay rồng, nếu hàng phục được nó đều là những con hộ trì Phật Pháp đó. Cho nên chùa nào, hồi xưa chùa vẽ rồng, vẽ cọp khắp hết trơn. Còn rồng mà quấn trên những cây cột, rồng bay ở trên mấy cái nóc nhà, phải không? Nhưng mà nếu mình không có hàng phục nó thì nó là một con độc long. Còn nếu mình hàng phục được nó là con rồng hộ pháp. Cọp cũng vậy, mình thần phục được nó thì nó là con cọp hộ trì cho mình tu hành. Cho nên trong chúng ta ai cũng có hai năng lực của rồng, của cọp, mà ráng làm sao hàng phục nó để nó luôn luôn bên mình. Lúc cần bay, bay như rồng, lúc cần oai, oai như cọp. Nhưng mà cho dù mình là cọp, vẫn biết cọp có chỗ có nơi. Về rừng của mình là cọp, đến nhà người khác mình là rồng. Thôi chúc đại chúng rồng cọp đầy đủ. Rồi, có ai có thắc mắc gì không? Hay là trễ rồi? À, chú nói đi. Mình mai dạ Quỳnh Mai nãy giờ ngồi đây cũng nhìn không thấy mặt thầy, mà vì cái hoa này con thì nhìn không thấy thầy, mà Quỳnh Mai có hoa hay không hoa thì cũng nhìn không thấy mặt thầy. Nhưng mà nghe thầy có hay quá, Quỳnh Mai nói với thầy nói nữa. Riêng con á thì thưa thầy, thầy đến đây để cầu an cho mẹ của con, thì con thấy cái bệnh của mẹ con cũng như con thấy rất là nhiều người trong này, đó là cái bệnh lo lắng. À, ngày hôm qua con vui quá, con lỡ miệng. Thật ra là hồi nào giờ có chuyện gì vui buồn gì ở nhà đều giấu bà hết. Bởi vì nói bà biết á, bà rất là lo lắng. À, có khách đến hay là có chuyện gì bà lo, bà không ngủ được cái bất cứ chuyện gì. Thì cái bệnh lo lắng rất là trầm trọng. Và con xin thầy, nhờ thầy giảng giải
để có nguyên lực của thầy cũng như những lời hướng dẫn của thầy có thể giúp cho mẹ con được bớt được đi cái bệnh lo lắng để mà vui sống trong cái cảnh an nhàn với con cháu. Nhờ chú nhờ Pháp Hòa nói cho bà đừng lo mà em đang lo. Em đang lo chừng nào mới được nghỉ. Thưa đại chúng, lo là một cái điều mà một cái bản chất ai cũng có. Không có người nào không lo, mà thiệt sự sống không lo sao được. Nếu mình nói là mình sống không lo là không đúng. Bởi vì Phật cũng có nói trong kinh á, chúng ta cũng phải có những cái lo, hay là nói một cách khác là cái sợ. Lo là phải sợ, sợ mới lo. Ví dụ mình sợ thất lễ cho nên mình lo, lo này lo kia cho nó đủ. Cho nên hễ nói tới lo là phải có chữ sợ nó đi theo. Cho nên hay nói là lo sợ. Nhưng mà thường á, sợ là cái nhân mà lo là cái hành động của cái sợ. Ví dụ như mình sợ ăn không đủ cho nên lo nấu cho nhiều. Mình sợ trời lạnh cho nên lo mua đủ đồ ấm. Cho nên sợ nó đi tới lo. Và con người của chúng ta không thể nào không sợ và không lo. Nhưng mà cái mà Phật nhắc á, là sợ cái cần sợ, lo cái cần lo. Ví dụ mình sợ bệnh cho nên mình ăn uống cho điều độ. Mình sợ bệnh cho nên mình phải giữ thân thể cho tốt. Mình sợ tội cho nên lo không dám làm tội. Thí dụ mình sợ tội không dám làm phạm những cái gì tội. Cho nên có, thí dụ mình sợ phạm pháp cho nên không dám làm chuyện phạm pháp. Mình sợ bị bắt cho nên không dám ăn cắp. Ví dụ vậy đó. Cho nên sợ cái này, lo cái diện gì, sợ cái này thì nó sẽ dẫn mình có những, cho nên có những cái lo rất là tích tốt. Ví dụ như là mình sợ tội thì đâu có dám làm việc phạm pháp đâu. Cho nên ở đây chúng ta không phải là những người không lo không sợ, nhưng mà chúng ta phải lo cái gì nó cần thiết, nó chính đáng. Pháp Hòa ví dụ giờ bà cụ á, năm nay là 80 mấy tuổi rồi, bây giờ có những cái bà lo nhưng mà bà không làm gì được hết á, thì cái mà bà có thể lo, thí dụ bà lo là ngày mai không biết khách tới đủ ăn không, thì bà chỉ cần nhắc thôi, nói ngày mai sợ đông nghe, các con nớ nấu cho đủ, phán một câu đó giống như là mình ra lệnh vậy đó, rồi xong rồi là khỏe rồi đó, tôi giao hết chuyện đó cho con tôi rồi đó, thì bà cứ tiếp tục bà nghỉ ngơi, mọi việc có người lo. Người lớn cũng có cái lo của người lớn, nhưng mà có những cái lo mình nói thôi không cần làm. Bây giờ bà là lên chức lớn rồi, là giám đốc. Giám đốc là đốc người ta làm thôi. Cho nên bà đừng có lo nhiều, mà bà chỉ lo những, nếu bà có lo là những việc gì bà lo rồi xong bà nói ra. Bà đừng có để trong lòng, bà nói ra để cho các vị nghe biết bà đang lo việc gì, mà thực hiện cái lo của bà. Và bà yên tâm rằng khi bà nói ra là sẽ có người thực hiện, đủ rồi. Bà đừng có ôm cái lo đó trong lòng rồi bà mất ngủ. Rồi bà mất ngủ xong rồi người khác lo lại bà. Cho nên bà lo nhưng mà bà không biết cách lo thì mình bị lo, bị người khác lo lại mình. Ví dụ Pháp Hòa đi giảng á, thường ở nhà mà bệnh á là Pháp Hòa ít có uống thuốc lắm. Đa phần là trị bằng nước chanh, nước gừng, sông hay là gì đó mà ít uống thuốc. Để chi? Để khi đi giảng mình cần hết bệnh, lỡ cảm uống thuốc cảm là sẽ hết rất là mau. Bởi vì cơ thể mình nó không có làm quen với thuốc, khi mình uống vô là nó có tác dụng lớn. Còn hở chút uống thuốc thì riết cái cơ thể mình nó quen. Và những lúc mình rất là cần hết bệnh thì nó lại không hết. Cho nên cũng lo chứ, đi giảng cũng lo chứ, lo bệnh.
mà chính lo bệnh cho nên rồi phải thủ. Trong giỏ Pháp Hòa lúc nào cũng có đồng xu cạo gió, chai dầu. Mà hễ chai dầu mà đang xài mà gặp ai cần là mình cho. Nhưng mà Pháp Hòa không có lo, là tại vì Pháp Hòa có cách lỡ mình bệnh, mình cạo gió vẫn được như thường mà không cần dầu, dùng nước nóng. Pháp Hòa cạo gió phi trường hoài gì? Nhiều khi đi ngoài đường, ngoài ngồi ngoài phi trường là trúng gió bất tử. Vậy là đi vô trong nhà vệ sinh lấy nước ấm thoa lên trên người mình là có cái gì cạo là cũng hết bệnh. Chứ cũng lo, mà lo phải thủ. Trong giỏ và thuốc cảm có thuốc tiêu hóa có, nhưng mà khi nào cần thì dùng. Thì ở đây á, ngồi đây mà người nào nói không lo là không đúng á. Hỏi thầy tu có lo không? Dạ lo gấp 10 quý vị. Ở nhà quý vị, cái nhà mình giỏi lắm 2-3 ngàn square feet, tiền điện nước nhiêu đó thôi. Cái chùa là 10 ngàn square feet là quý vị biết tiền điện nó lên nhiêu. Em cũng lo bill vậy. Em bill điện, bill nước đủ bill hết chứ. Đó, thầy không lo. Em không lo, ai lo? Mình có lo. Nhưng mà ví dụ như cuối tháng mới lo bill, còn đầu tháng lo chuyện khác. Cho nên ngày nào không có chuyện lo. Để quý vị biết không, đi giảng mình biết là trong cái thời gian mình đi là 5 buổi, 7 buổi gì đó, thì cũng phải chuẩn bị trong đầu mình một cái đề tài gì đó cho cái chỗ đó. Cho nên mình sống là con người còn sống là đều có cái lo. Nhưng biết lo, lo lúc nào, lo như thế nào, sắp xếp cái đo đó, thì tự nhiên cái lo đó là cái lo chính đáng chứ không có gì quá đáng. Còn các cụ già thì các bác có lo gì nói ra cho con cháu biết, để rồi con cháu làm theo cái lo của quý bác, chứ đừng lo mà để trong lòng rồi cũng không lo được gì, chỉ lo trong lòng vậy thôi. Rồi mình mang bệnh thì người khác không thể biết mình muốn cái gì, rồi lại phải lo chăm sóc cho mình nữa. Cho nên mình nhớ là mình sợ con cái cực. Có nhiều bác á, sợ con cái cực rồi cứ buồn rầu đủ thứ, bệnh càng tăng thì càng cái con cái lại càng cực, mà mình không có hiểu điều đó. Cho nên nhiều lúc á, mình muốn vậy mà không biết cách thì cái làm cho sự việc nó tệ hơn. Thì thôi thì không lo là không đúng, khó lo, nhưng mà lo cái gì nó cần thiết để lo thôi. Còn như các bác thì lo những việc cần lo là gì biết không? Lo niệm Phật, lo mình không đủ thời gian niệm Phật, lo mình tu muộn cho nên tu gấp, đừng giờ ví dụ như con nó làm gì xung quanh mình đừng bận tâm. Ở nhà mà có, hồi xưa có ông bà cụ á, bà có 2 người con, người bán dép, người bán dù. Mà hễ bữa nào trời mưa á, bà cũng ngồi bà buồn, bà nói trời ơi bữa nay mà mưa là thằng bán dép nó ế, mà bà quên là thằng bán dù nó đắt. Rồi cái bữa nào mà trời nắng á, cái bà lo và nói trời ơi bữa nay thằng bán dù nó ế, mà bà quên chuyện là thằng bán dép nó đắt. Cho nên mưa cũng được mà nắng cũng được, ngày nào cũng có việc để mà ứng dụng hết. Cho nên thôi quý bác đừng có lo. Nói câu chuyện vui, nói là ở đời có 2 chuyện mình phải lo, một là bệnh, 2 là khỏe. Đâu, nếu mà khỏe rồi có chuyện gì để nói. Nếu mình bệnh thì có 2 chuyện để lo, một là hết, 2 là chết. Hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo, mà nếu mình chết thì có 2 chuyện để lo, một là mình lên thiên đường, 2 là mình xuống địa ngục. Mà nếu lên thiên đường rồi đâu có chuyện gì để lo, nhưng mà nếu mình mà xuống địa ngục á, mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình, rồi lúc đó mình bận rộn để bắt tay mỗi người, không còn thời giờ để lo. Ý muốn nói là mình đó đừng có lo, mình nên trển. Có nhiều việc, ý là cái câu chuyện người ta kể vui là mình chắc gì mình lên trển mình lo. Có một câu hỏi nè, thưa thầy Pháp Hòa, sống là động, động sẽ bất an, vậy nên phải tu thiền, tu cũng làm thiện. Thưa thầy, ta có nên làm chuyện thiện với chính mình trước, kế đến người gần nhất,
người xung quanh ta, sao mới ra ngoài xã hội phải không thưa thầy? Kính chúc thầy khỏe mạnh, đem lại nhiều lợi lạc cho đời. Chúc thầy thượng lộ bình an. Cảm ơn đạo hữu. Chúc đạo hữu hạ lộ an bình. Đúng rồi, thiền định, thiền á, như hôm bữa Pháp Hòa có nói với đại chúng đó, thiền là một pháp tu. Khi mà chúng ta có đủ cái định tĩnh, là thiền là có khả năng sống với hiện tại để nhận diện những gì đang xảy ra, gọi là tu thiền. Thiền là vậy thôi. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa uống ly nước này, nóng, Pháp Hòa biết nóng. Ví dụ mình cầm cái ly nước lên này, lên, thì khi ly nước nóng là mình có chánh niệm nóng rồi, phải không? Thì kế đến á, cái hành động kế đến là để biểu lộ ly nước này nóng, mà để giúp cho mình uống được ly nước nóng này mình phải làm gì? Mình phải thổi. Như vậy thì chánh niệm nó đi từng bước như vậy đó, cầm ly nước lên biết nóng. Mà muốn uống quá, nếu mà uống đại là mất chánh niệm, phỏng miệng, cho nên thổi. Thổi không có hết nóng nhưng mà nó nguội nguội cho phía trên vậy, uống miệng. Chánh niệm là vậy đó. Mình thấy cái việc đó rồi chánh niệm nó đưa nó soi sâu hơn, mình phải làm gì? Pháp Hòa ví dụ như ông chồng đi làm về, bước vô cửa, bước vô bếp, đói bụng quá dở nồi cơm, hết cơm, mà cái hoặc là còn miếng cơm mình bới mình ăn, mình xúc cơm đó mình ăn xong, thì cái chánh niệm nói cho anh biết hết cơm. Nếu mà mình đóng cái nồi cơm đó lại rồi mình đi lên lầu mình ngủ, mình coi tivi, bạn lát vợ về là bắt đầu chuyện thiền này nó sẽ có chuyện đó. Chánh niệm nó nói là hết cơm, thì chánh niệm kế tiếp là giúp cho vợ nấu nồi cơm, một lát nữa vợ về chỉ nấu ăn mà cơm chín. Thành thử người có chánh niệm á là mình sống mọi việc là động chứ gì nữa, nấu cơm là động nè, vo gạo là động, nhưng mà động trong tịnh. Mình thiền làm, thiền không có nghĩa là mình ở yên chỗ, thiền là mình nhận diện mọi thứ. Dù là mình có làm việc nhưng mà cái việc làm của mình rất rõ là mình đang làm cái gì. Cho nên thấy nó động, nhưng mà trong động đó nó tràn đầy cái tịnh. Pháp Hòa ví dụ mình tụng kinh mình lấy mỏ nè, thỉnh nè, động không? Động. Nhưng mà cái tiếng động của cái mỏ sẽ làm cho mọi cái mỏ khác im lặng hướng về một thời kinh. Cho nên một cái mỏ trên này mà thống lý các mỏ khác, thì cái mỏ này nghe nó động, mà trong động này nó lại hướng cho người ta tỉnh. Ví dụ đại chúng ồn quá, đem cái chuông ra thỉnh bon, bon là động, nhưng mà động này sẽ đưa người về nguồn tịnh. Rồi bây giờ, thí dụ bây giờ đại chúng ngồi đây nói chuyện, mà Pháp Hòa cất cái microphone và nói lên, cái tự nhiên mọi người khác im, Pháp Hòa cũng động, nhưng mà cái động này, trong cái động mà nó có tịnh. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta cứ có thể chúng ta đang động, nhưng mà chúng ta rất biết cái động này là để làm gì. Có một hôm Đức Phật ngồi nói pháp, thì có một anh thợ săn anh đi tới, Đức Phật thấy con nai nó ngồi kế bên đó, mà Đức Phật biết rằng con nai này sẽ bị cái mũi tên đó, cho nên ngài mới lấy cái tay ngài đánh con nai thật mạnh cho con nai nó sợ nó chạy đi. Thì cái hành động lúc đó không ai biết, mà nghĩ rằng tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại có cái hành động kỳ lạ như vậy. Thì mấy phút sau anh thợ săn anh tới, thì lúc đó mọi người vỡ lẽ là Đức Phật động để cứu con này. Quý vị hiểu yếu và nói nếu mà mình đi phi trường á, mà lẽ ra là thầy tu là thường phải đi từ tốn, mà giờ trễ máy bay rồi mà từ tốn lát tốn tiền, nó cũng từ tốn mà lát cũng tốn tiền. Cho nên bây giờ làm gì? Sang áo lên, co chân mà chạy cho kịp. Động không? Động. Nhưng mà có thiền không? Thiền. Biết rằng tại sao tôi chạy, vì tôi đã trễ máy bay. Nhưng mà nếu mà mình vẫn đi từ tốn nữa, không, tôi phải thiền. Một lát thiền nó mất chữ H, nó còn tốn mà tốn tiền. Hồi nãy thì từ tốn, rồi lát tới cổng bị trễ chuyến bay, tốn tiền, tốn thời gian, mà mất cái việc mà chúng ta cần làm.
Cho nên thiền là đủ năng lực, đủ để thấy mình cần làm gì. Người có đủ định, dù họ động vẫn họ vẫn tịnh. Có một cái anh đó, anh vô chùa anh hỏi bạch hòa thượng, vô minh là gì? Con thấy trong Phẩm Phổ Môn nói có người đi tìm châu báu gặp la sát, vào vào trong cái chỗ mà la sát hung dữ. Bạch hòa thượng, la sát dạ xoa là gì? Hòa thượng nó ngu mà cũng hỏi, mặt ông đỏ phừng lên. Hòa thượng say qua hỏi, bây giờ ông thấy la sát dạ xoa chưa? Tỉnh liền. Thì khi mà hồi nãy mới câu ngu mà cũng hỏi đó, mặt ông đỏ rần, thì hòa thượng hỏi ông đã biết dạ xoa chưa, lúc đó ông bừng tỉnh ra, dịu xuống liền. Cho nên dạ xoa với Phật với Bồ Tát cách nhau một sợi tóc thôi. Cho nên thiền á là khả năng định tĩnh để mình biết mình cần làm gì, dù việc làm đó phải động, nhưng cái động của mình tràn đầy chánh niệm. Đó là nói về thiền. Còn nói về vấn đề làm thiện, đúng như vậy. Trước khi mình làm thiện cho ai, mình làm thiện chính mình. Bây giờ mình nói là mình thương mọi người xung quanh, nhưng mà mình nhìn kỹ lại coi mình có thương mình. Nếu mình thương mình là mình phải giảm thuốc lá để cái lá phổi mình nó được khỏe chứ. Mình thương mình là mình phải bớt rượu để cái lá gan mình nó tốt chứ. Cho nên ngày nào mình còn đem độc tố vô cơ thể mình thì ngày đó mình chưa biết thương mình. Đó là căn bản nhất. Cho nên mình thương chúng sanh, chúng sanh ở ngoài này chưa, chúng sanh bên trong này nè. Cái bộ đồ lòng của mình là một chúng sanh cần thiết để mình chăm sóc đó. Mà mình thiếu chăm sóc cho chúng sanh này, một ngày nào nó biểu tình đó, thì chừng đó không có chúng sanh nào mình độ được nữa hết. Cho nên đó, Đức Phật nói trong kinh đó, độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào mình, thì mình độ tự thân mình còn có gì phải tính. Phiền não vừa khởi lên là một chúng sanh, giận tức vừa khởi lên là một chúng sanh. Độ những chúng sanh đó cho đến đi, cho nó đi vào cái chỗ gọi là niết bàn hết, an lạc giải thoát hết, thì độ quá chừng chúng sanh mà không có chúng sanh nào độ. Cho nên mình mới có câu tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Còn chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là chúng sanh ở bên ngoài, còn tự tánh chúng sanh là mình đây. Mình có đủ thứ những tự tánh chúng sanh trong người mình hết. Cho nên đó, quý vị thấy mỗi lần mình đi vô máy bay, trước khi máy bay cất cánh là người ta nhắc đó, nếu có sự cố xảy ra là cái oxy nó rớt xuống, mình phải đeo vô cho mình trước, rồi sau đó mình mới đeo cho người kế bên. Cho mình mà chưa an lạc thì mình không thể nào làm cho người khác an lạc được. Cho nên khi mình thiền định đầy đủ, khi thiền định đầy đủ là tự thân mình định rồi, tự thân mình định, tự thân mình an lạc rồi, thì chừng đó bao nhiêu hành động của mình xung quanh đối với người, điều đó có thể làm được. Cho câu hỏi của đạo hữu là đúng như vậy. Mình làm cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người. Nhưng mà trong nhà Phật cũng có cái trường hợp gọi là gì? Thiền giáo đồng hành, tu và học cùng một lúc, tự lộ, tự độ, độ tha cùng lúc. Ví dụ quý vị nào niệm Phật đó, mình là người niệm Phật là tự lực, Phật Di Đà độ mình là Phật lực, là độ tha, là lực của bên ngoài. Mà chúng ta làm gì cũng phải cần có tự lực và tha lực. Đó, chiều hôm nay căn bản nhất là người tổ chức ở đây, nhưng mà cũng cần sự trợ lực của mọi người tới đây xếp âm thanh, xếp ghế, xếp bàn, nấu ăn. Đó là tha lực. Việc gì làm là tự lực, nhưng có tha lực thì việc làm đó sẽ thành tựu tốt hơn. Cho nên chúng ta sống ở đời không thể thiếu hai phần lực, tự lực và tha lực. Tu cũng thế, mà sống hàng ngày cũng thế. Khi mình tự mình có đủ định tĩnh thì mình có thể đem cái định tĩnh đó giúp cho người. Thì hạt phần này là hai phần, nói về động với tịnh, nói về cái sự làm thiện. Tu cũng là làm thiện,
Nhưng mà trước hết mình thiện với chính mình, kế đến là mình mới thiện người xung quanh. Cho nên mỗi buổi sáng ngủ dậy á, theo phương pháp của tu thiền đó, sáng ngủ dậy đầu tiên là rải tâm từ nha. Sáng ngủ dậy là rải sao? Hôm nay tôi có một ngày mới để sống, tôi mong rằng tôi có một ngày mới bình an cho mình trước ha. Tôi mong người thân tôi cũng có một ngày mới bình an. Tôi mong những người trong sở làm tôi cũng có một ngày mới bình an. Và tôi mong tất cả mọi người xung quanh tôi cũng có một ngày mới bình an. Rải tâm từ. Rải là mình tung ra, mà trước hết là chính mình. Tại mình có an, mình mới có thể rải cho người khác được. Tôi mong mọi người đều có sự vui, gia đình tôi có vui. Rải nhẹ nhẹ như vậy từ mình cho tới người khác. Và thưa đại chúng, khi mà chúng ta tự chỉnh sửa mình, đó là đã thiện rồi. Tại sao? Tại vì chính tự thân mình có chỉnh sửa, mình tức khắc mang niềm vui cho người khác xung quanh mình liền. Nhất là những người thân mình. Ví dụ mình có một cái tật gì đó mà người thân mình rất là khổ với mình, mà hôm nào mình chỉnh sửa được cái tật của mình đó, người thân mình lập tức có an lạc. Dù mình chưa cần phải nói gì hết, họ chỉ cần thấy mình thay đổi thôi là họ có an lạc liền. Điều đó là một sự thật. Trên có nhiều người nói chắc tu không được đâu. Sao nhiều người hay quá, họ ngồi cái tâm họ trống rỗng. Thưa đại chúng, nếu như mình tu mà đến mức cái tâm mình mà trống rỗng á, thì như vậy mình biến mình thành một con robot. Ăn mà không biết hương vị, ngồi mà không biết, cần mà không biết gì hết. Như vậy đâu có đúng. Nếu ngày xưa thì tôi là mộc nhân, mộc nhân là người gỗ, còn bây giờ là con robot không có biết gì hết. Không phải vậy. Mình không phải tu để biến mình thành lạnh lùng như vậy, không biết gì hết. Mà cái quan trọng là mình biết rất rõ những gì đang xảy ra. Ví dụ như mình đang ngồi đây, trời lạnh mình biết lạnh, và khi lạnh mình biết mình làm gì để giữ mình ấm. Bệnh biết mình bệnh, rồi mình tìm phương thức để mình tự chữa bệnh. Ví dụ mình ăn một miếng súp, mặn quá, biết mặn. Còn nếu mà mình ăn vô mà mặn là không biết gì hết, thì ta gọi là gì? Thực bất tri kỳ vị. Thực bất tri kỳ vị là ăn mà không biết gì hết. Phải không? Thành thử ra tâm tại, tâm bất tại an. Tâm bất tại an thì giống như mình tâm mà không an rồi đó, thì thấy mà không biết mình thấy, nghe mà không biết mình nghe. Như vậy thì không phải là người tu tập. Thế thì tu tập theo đường cách, cái cách của Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta phải có mặt với những gì đang xảy ra đó. Ví dụ như mình ăn mà không biết ăn thì người ta nói trời ơi, vậy cái lưỡi anh có vấn đề rồi đó, nó mặn quá mà sao nó biết gì hết. Giờ khi mình đưa vô mặn thì khi biết mặn thì khi đấy để tôi đi kiếm miếng nước sôi thêm vô cho nó lạc bớt người khẩu vị. Rồi cái khi mà mình, hoặc là mình lấy một miếng chanh, mình bắt cái miếng chanh vô cho nó dịu lại cái mặn đó, ăn nó ngon. Tại vì ai cũng muốn ăn ngon. Vậy thì chúng ta sống, chúng ta muốn sống sao? Sống vui. Ăn thì biết ăn ngon, mặc thì phải mặc đẹp, thì phải sống vui. Người thường thường người ta nói ăn ngon mặc đẹp rồi ngủ yên, phước không? Mà nếu mình ăn ngon mặc đẹp ngủ yên, mình có mà mình không biết thưởng, thì thế là mình chưa phải là người biết nhận thức, hay nói cách khác là chưa có đủ thiền. Vậy thì thiền á không phải là ngồi trên ghế, ngồi trên bờ hồ đoàn tội ngủ 30 tiếng đồng hồ, mà thiền là người có khả năng sống rất thật với giây phút hiện tại. Mình cái gì đã xảy ra mình biết rất rõ. Và bây giờ muốn tập cho mình được như vậy đó, thì trước hết là mình tập hơi thở. Quý vị ngồi yên, nhưng quý vị để ý tâm mình, chú ý tới cái chân mũi. Mình biết là mình đang thở vào, mình đang thở ra nè. À, mình cứ tập, mình biết hơi thở. Bởi vì hơi thở gần với mình nhất.
hơi thở là gần với nhiều nhất. Cho nên nói là vợ chồng cũng cần bằng hơi thở. Tại vì nếu mình ngưng thở là mình chết, thở vô mà không thở ra là mình chết, mà chết là không còn cái gì được tiếp tục. Cho nên mỗi ngày phải tập thở. Quý vị thấy mấy người mà ta học võ, trước hết ta phải ngồi tịnh, tịnh luyện khí, điều hòa cái hơi thở. Thậm chí người mà đau tim người ta cũng đo cho mình chạy trên cái treadmill rồi để nghe cái cách thở mình, ta biết mình tịnh tập như thế nào. Rồi giờ ông bác sĩ mà ông đưa cái ông nghe vô cái phía sau lưng mình, ông nghe cái lá phổi mình, ông kêu mình thở trong, thì ngay cái khí thở đó người ta biết được mình khỏe hay không. Vậy thì quý vị thấy hơi thở quan trọng. Muốn biết người đó, thấy người đó ngồi xuống thở mệt quá, đoán bệnh, tôi nghĩ anh bị xỉn, tôi nghĩ anh bị điên. Và đỡ ra cái hơi thở nó quan trọng. Và hơi thở của mình, nếu như mình cái bước đầu tiên nhất là mình ngồi tập làm sao mỗi ngày mình ngồi tịnh, mình có đủ thời gian để mình hít vô thở ra 10 phút, điều hòa cái hơi thở. Và quý vị thấy hơi thở mà hỗn hển người mà lên lầu mà mình đi trên lên lầu mà đi gấp rút thở thở dốc, lúc đó không còn thở gì nữa, nó há hỏng. Cho nên đúng là trong năm trong khỏi người ta ai ai cũng phải thở ra hết mà. Mà nếu như mình ngưng thở là mình sẽ, vì vậy cho nên đó, các vị thiền sư, các vị thiền sư, các vị nói với chúng ta rằng cái hạt châu mà chúng ta có được chính là hơi thở. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc là an trú phút giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trên đời. Mỗi phút mỗi viên ngọc quý, thông chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng lại, ý thức rất rõ những việc đang xảy ra. Cho nên ví dụ mình sống mà mình đi ở ngoài đường mà trời lạnh, nghĩa là mình có vấn đề. Ăn mà không biết hương vị là mình có vấn đề. Người ta nói bên tai mà không nghe gì hết, mình có vấn đề. Nghĩa là cái tai mình nó có bệnh. Thế thì cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không đủ khả năng nhận biết, dù khi mình buồn, biết mình buồn, đó là và đó là thiền. Buồn biết tôi thường, chứ nếu mà không biết là không biết đêm nay vì sao tôi buồn, đó là có vấn đề. Buồn không biết mình buồn, còn buồn mà biết mình buồn, để mình tìm hiểu mình ấy, tôi biết cái người đã giận tôi, và giận người gì thì mình sẽ tìm cách thoát ra. Có nhiều khi mình vô tình mình làm người khác buồn, rồi mình không biết, không biết thì mình cứ tiếp tục mình làm hoài thì cái buồn của người đó với mình xong rồi. Còn nếu mình biết người đó buồn thì mình làm gì, tìm cách tháo gỡ, giả bộ giả làm với những người đó, tặng quà, rủ người đó đi chơi, hoặc là trực tiếp gặp người đó để giải tỏa nó. Vậy thì mình biết người khác giận mình phục xương thôi. Cho nên khi mình sống mà mình biết, nhà Phật gọi là tri, trong kinh Viên Giác gọi là tri, tức là mình biết tất cả những gì đang xảy ra mình biết. Thậm chí mình buồn mình biết, mình buồn, giận mình biết, mình giận. Cho nên hôm nào mình đi làm về mình mệt mỏi, mình có thể mình nói cho người thân mình biết, hôm nay tôi mệt lắm nha, đúng ra mình đã hôm nay tôi rất là mệt, tôi cần sự giúp đỡ của gia đình. Chứ bữa nào mình nói cách khác, bữa nay tôi mệt rồi nghe, là nói cho người khác biết là bữa nay tôi không có thoải mái đó, quý vị liệu hồn nè. Khi mình biết như vậy, nhưng mà rồi khi mình biết rồi mình xin người khác trợ duyên cho mình. Trợ duyên cho mình là đừng nói, đừng làm những gì có thể tạo thêm cái sự bất an cho mình. Cho nên mình tu tập là mình có một cái nhận biết đó. Vui biết mình vui, buồn biết mình buồn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có câu: vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ổn định. Đó là phần an lạc. Bởi vì lạc là vui, mà chúng ta nhận biết được niềm vui của mình là gì. Vui từ cái đơn giản. Thí dụ như sáng quý vị ngủ dậy, quý vị nói hôm nay tôi được thêm một ngày để sống. Thật sự ha,
mình nói tôi sống được mấy mươi năm là nói thôi, chứ thật sự nếu nói chân lý là gì, mình sống từng ngày từng giờ, chứ mình biết ngày mai mình lại gì đó, thậm chí tiếng đồng hồ đó mình biết chẳng biết mình ra sao. Cho nên đầu tiên khi mở mắt ra buổi sáng đó, hôm nay tôi có được một ngày nữa, rồi sáng ra cái tôi còn được gặp người thân tôi, đó là mình tạo cái niềm vui từ nhỏ cho tới lớn. Tôi còn được đi khỏe, thưa đại chúng, có nhiều ngày có nhiều việc của mình đau chân nhức chân, có nhiều ngày đi không được. Cho nên sáng nào mà ngủ dậy mà bước xuống giường mà đi được, quý vị nghĩ các vị nói rằng ngày hôm đó mừng. Có những buổi sáng ngủ dậy bước xuống giường bước đi không được, mà sáng nào mà bước xuống giường mà đi được mấy bước là biết ngày hôm nay mình hạnh phúc. Cho nên nhiều khi á, mình có rất nhiều những cái điều kiện sống tốt mình không có nhận ra, mà khi mình nhận ra được cái đó là mình tu thiền đó, mình tu thiền đó. Và khi mình biết được cái đó rồi mình làm gì? Mình hết lòng mình sống. Ví dụ như có quà thì thường đi nhiều nơi, nhiều khi một tuần lễ bay ba lần, một lần một tháng thì cũng phải bay lần mà. Chứ có nhiều vị, quý vị có biết cái bài tụng, cái bài tụng mà chúc tán hộ pháp không? Trong đó có một câu là hoặc tại địa thượng hoặc hư không, thường ư nhân thế khởi từ tâm, trú giả tự thân khi pháp trụ. Rồi mình phải dịch cho tiếng Việt là hoặc ở ức liền hoặc hư không, ngày đêm tự mình thương pháp ở, nguyện các thế giới thường ngã ngộ, vô minh quý trí lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp hãy tiêu trừ, xa lìa các khổ về tiếp tịch. Hàng thường dùng giới hương so bốc sáng, thường trì định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm. Cái bài tán tụng hộ pháp thì trong đó có một câu là mình sống làm sao mà an lạc hoặc tại địa thượng, tức là ở trên dần hoặc ở trên hư không hoặc ở dưới đất liền. Thì cái bài đó tán hộ pháp là các vị hộ pháp dù ở trên hư không hay trên mặt đất này đến nghe pháp đều quan hỷ hết. Tại đây có một Phật tử bữa đó gặp có quà mà cô chúc câu của bà giật mình, cô này thấm thường chào thì cô nói chúc thầy hoặc tại địa thượng hoặc hư không, nghĩa là chúc thầy an lạc dù ở trên hư không hay trên mặt đất, tại vì cũng biết qua hay bay. Dù lúc qua đùa qua nói lúc này qua đổi đạo rồi, đổi đạo gì nó tu tiên, tôi tu tiên bay nhiều đó. Cho nên thưa đại chúng là dù ở trên hư không hay ở trên mặt đất chúng ta đều an lạc. Cho nên cái bài tán hộ pháp là chúc nguyện cho các vị hộ pháp dù các vị đang ở trên hư không trên mặt đất này đều đến an lạc từ những cái lời pháp thoại, từ những cái lời Phật pháp và hộ trì. Đó là cái sự tán tụng chư vị hộ pháp. Ở đây chúng ta như vậy. Và bây giờ đó, mình tu như thế nào mà mình thấy rằng mình ăn, mình đừng có đợi tới trúng số mới kêu vui. Chuyện trúng số nhiều khi đời người cả đời không có, ngàn người mới được một đó. Không phải chuyện trúng số của mình là gì, mỗi ngày được thở. Hôm nào mà ở đây có ai bị allergy thời tiết, trời thời tiết thay đổi rồi hoa vào cái mùa xuân, trời ơi thở nổi sổ mũi thở được, và hôm nào mình qua được cái cơn đó rồi mình có thấy là sáng ra ngủ dậy mà mọi việc bình thường, thở tốt, đi đường vân vân, đó là hạnh phúc. Cho nên thế thì cái an lạc của mình á, như trong kinh pháp cú, vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không hận đau, vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Hiện nay trên thế giới, trên mặt đất này có rất nhiều người đang hận thù nhau và người ta tìm mọi cách để hãm hại nhau. Còn hôm nào chúng ta sống và chúng ta thấy rằng trong cảnh giới hận thù chúng ta không thù hận, và đó nếu chúng ta sống, chúng ta nhận ra được đó, chúng ta tự thấy niềm vui. Ví dụ bữa nào mình sống mà mình không có giận ai đó, ngày đó là hạnh phúc. Thiệt sự giận người ta ai khổ? Mình khổ trước. Người ta chưa biết ta có khổ không? Tại vì có trường hợp một,
là người ta biết mình giận rồi, người ta biết ta thương mình, ta tìm cách giận. Nếu mà ta biết mình giận mà không nghe, ta nói kệ nó chứ, kệ con đó chứ, gọi chú đó chứ, phải không? Thành thử ra cái gì đó tôi đâu có nghe. Thành thử ra quan trọng nhất là hễ khi mình giận một ai đó, mình là người khổ nhất, tại vì mình không thoải mái, mình không vui, vậy thì mình làm cái khổ mình. Cho nên vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, có gì của mình không? Đó. Ngay cả cái thân này cũng của mình. Rồi bây giờ mình ví dụ như mình nói tuần tới mình có tiệc á, và nó hơi muốn nhóm bệnh chứ mình nè định bệnh nha, cũng đi ra tiệc rồi về tính gì tính, không có cho mình, nó muốn sao là mình chịu nó hết, mình không có đủ khả năng. Có nhiều khi mình làm sếp, mình làm đủ, làm không nghĩa là làm lớn coi hết bao nhiêu người mà mình không làm sếp nổi cái thân. Quý vị nghiệm đó, cho ông vua đó, ông có thể cai trị cả đất nước, ông phán ai cũng phải chết, nhưng mà ông không có phán nổi cái bệnh của ông. Ông không có nói được cái bệnh cho vô thường đã tới. Vì vậy cho nên đó, mình cho dù mình có quyền quý cỡ nào đi nữa, mình không thoát được, và mình cũng không có quyền với tỉnh thần, mình không có quyền được với lão bệnh tử, phải không? Cho nên rõ ràng cái đó nó giống như những vòng núi sẽ ập tới chết thôi trên các bạn. Cho nên Đức Phật hỏi ông vua Ba Tư Nặc Tông đại vương, ví dụ như đại vương đang ngồi ở đây với con, mà có người chạy tới nói với đại vương phương đông giặc đang tràn tới, phương nam giặc đang tràn tới, bốn phương giặc tràn tới, lúc đó vua phải làm gì? Nếu mà mình nói là bây giờ chạy trốn, trốn sao thoát, giặc người ta bốn phía người ta chạy rồi, thì ông vua Ba Tư Nặc cũng nói giặc là tức thế tôi. Con nghĩ lúc đó mà giặc mà tràn tới kinh thành này bốn phía như vậy, không cách nào đi đâu được, thôi con nghĩ tốt nhất là tu, chỉ ngồi chỉ chuẩn bị mình tu để mình cái khổ của bốn phía nó tấn công mình. Thì Đức Phật nói bốn cái đạo binh, bốn cái hòn núi mà nó lấn tới nó ép mình đó, đó là sanh già bệnh. Cho nên trong cuộc sống này, cái mà chúng ta lo không phải là lo, dĩ nhiên trong cuộc sống mình nhiều lo lắm, lo ăn lo mặc, thậm chí sáng ăn xong lo trưa không biết ăn gì, ăn xong trưa rồi không biết chiều ăn cái gì, rồi tuần này mà có tiệm lo không biết mặc cái gì. Vì tuần rồi tháng rồi mặc cái bộ đồ đó lòn, bây giờ nếu mà mặc lại tới nó mặc quần cũ phải lo cái mặc gì, rồi thậm chí có buổi chiều nó mang cái bộ đồ đó và đứng thử hàng không biết được đâu, không biết đôi nào cho nó hợp, cho mình có nhiều nào khổ nhiều nãy là tại vì cứ phải đem ra so sánh. Cỡ những người nào ta có một thôi là khỏe đâu, quanh năm suốt tháng cũng vậy. Cho nên tại sao các thầy được cạo đầu, tại vì có một style thôi, không có style thứ hai. À, bây giờ tiệc lớn tiệc nhỏ vui buồn gì, đi đám tang cũng đồng trọng, mà đám cưới cũng đồng đầu, lớp nào cũng như đó thôi. Cho nên fashion của các thầy là cũng màu đó thôi. Mà bây giờ quý vị có tin là cái fashion này 2000 năm nay mà nó vẫn chưa cũ, còn cái fashion của mình là kiểu nào cũng thời gian mà cũ, có cái fashion này là không cũ. Mà đi với Pháp Hòa là bảo đảm ta ngó Pháp Hòa nhiều nhất. Đi với mấy, tại vì sao thì các thầy đó, các thầy là như là fashion nhất đó. Cho nên thật sự mình nói lo, nhưng mà cái lo lớn nhất của mình là cái gì? Là cái sự sống chết của đời. Cho các vị ngày xưa người ta để cái chữ nhắc mình sanh tử sự đại. Sanh tử sự đại là sống chết là việc đó. Còn cái chuyện mình ăn mặc gì đó, nó thay đổi, cho nên cái gì cũng không chắc hết á, chỉ chết chắc thôi. Cho nên mỗi lần mình buồn gì nó chắc chết quá à. Đừng lo chuyện đó, chết là chắc. Quý vị nghiệm coi, trên đời nó không có gì chắc hết á. Nhà lầu xe hơi vợ đẹp con ngoan, bất cứ cái gì không chắc, chỉ có chết chắc thôi.
Cho nên mỗi lần mà buồn một chuyện gì chắc chết, đừng lo chuyện đó, đừng có lo chuyện chắc chết, bảo đảm là chết chắc. Đó. Vui, cái niềm vui của chúng ta đó là chúng ta phải phát khởi trong mỗi ngày chúng ta sống. Và chúng ta thấy rằng cái bước đầu của tu tập là làm sao quý vị quán hơi thở, ngồi xuống là mình thở vô. Bây giờ quý vị làm niệm Phật á, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hoặc là quý vị nào không niệm Phật thì hít vô tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, hít vô tĩnh lặng, thở ra. Nếu quý vị nào không niệm Phật thì tĩnh lặng mỉm cười, hay là mình thở vô còn sống, thở ra mỉm cười. Mình làm sao mỗi ngày mình có được chừng 10 phút mình quán nguyện và mình thấy sự mầu nhiệm của cuộc sống là hơi thở mình, hơi thở mình. Thưa đại chúng, gần đây Pháp Hòa có cái bệnh tim, thì bác sĩ chẩn đoán là trong tim Pháp Hòa nó không được oxy, cho nên một tiếng đồng hồ mà ngủ đó, ngưng thở từ 30 đến 50 phút. Thì cái nếu mình vướng cái bệnh đó là mình có thể chết bất cứ lúc nào trong khi ngủ. Cho nên sáng nào mà ngủ dậy đó mà thấy mình còn mở mắt ngủ dậy là biết là mình qua được đây. Tại vì cái bệnh của mình là đi bất cứ lúc nào, đi trong giấc ngủ, gì khi mình thở không được tức tắc là mình sợ. Mà một đêm một tiếng đồng hồ là ngưng thở 50 lần 30 lần, vậy thì quý vị thấy cái chết nó sát không? Sát không? Mà nếu mà nặng hơn nữa đó, có đêm nào mà nặng hơn nữa đó, là đang ngủ là bớt dậy ho, mà ho một cách nghĩa là giống như ai bóp cổ mình, ai không cho mình thở. Thỉnh thoảng có những đêm mà ngủ mà đang ngủ mà bớt ngồi dậy mà ho mà không thể tưởng được, là không còn biết là đó là những cái thở Phật thở. Cho nên khi mà mình còn được thở, đó là cái phước lớn, đó là cái hạnh phúc lớn. Và khi thấy như vậy rồi á, đại chúng có thể nhẹ nhàng xả bỏ những cái xung quanh không cần thiết. Không cần thiết. Bởi vì cái cần thiết của chúng ta là chúng ta sống. Quý vị thấy khi mình vui á, cái ăn một miếng cơm chút vui. Khi mình buồn khổ rồi, để cả bàn cái ăn không nổi, nuốt không nổi. Rõ ràng cái an lạc nó rất quan trọng. Vậy thì chúng ta tu, mình đặt cho mình câu hỏi, mình tu để làm gì? Tại sao mình phải để thì giờ ra đi chùa mà áo tràng tụng kinh rồi nghe các thầy nói pháp, trong khi đó cuộc sống quá đơn giản luôn, cứ việc đi chơi ăn uống mình. Thế thì chúng ta tu nghĩa là chúng ta đi chỉnh sửa để làm sao cái chất an lạc nó tuôn ra, nó tốt ra. Con người bệnh vợ giống như bế tắc vậy, khóa lại mắt, tai, mũi, miệng. Người ta thường thấy nó đẹp vui, nghe nó vui, ngửi nó vui. Còn mình giờ bế tắc, thấy là bực, nghe là ghét. Cho nên rốt cuộc là mình lót hết, làm cho tất cả các cái hệ thống trong người mình nó bị nghẽn lên hết, không thông được. Mà không thông thì bị đau nhức tận xương. Quý vị có biết đau nhức thân thể là do huyệt mạch mình nó không thông. Mình phải đi gì? Đi bấm huyệt, đi cho người ta châm cứu, cho người ta bấm huyệt, làm cho cái chỗ đó nó thông đi, máu nó thông đi là tự nhiên chỗ đó hết đau. Có một cái cách mà quý vị biết, người ta cắt lễ đó, khi mình bị bệnh trúng gió cái chỗ đó là máu nó đông lên cái chỗ đó làm cho mình tê nhức, thì cái người ta cắt lễ nó chích vô đó một chút xíu ta nặng cái máu bầm. Mà khi máu bầm ta nặng ra rồi đó, nó đến kinh, nó release cái chỗ đó mềm lại, mình nhẹ nhàng lại được. Có bao giờ mình cảm thấy con người mình như bị bế tắc? Mình không phải bế tắc ở cái sức khỏe này, mà hình như điều này
tôi cũng đưa nó, tôi cũng gặp nó, đó mình khóa mắt rồi, tôi cũng thích nghe nó phát mở rồi, vậy trên rốt cuộc rồi cả cơ thể này, người mình có 6 giác quan mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mà ngũ căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, thêm căn nữa là ý, và ý nó không thấy, 5 căn kia mình thấy, mắt, tai, mũi, miệng, thân, mà hình như đó mắt mà nó không ưa rồi thân nó không đi tới, tôi thấy nó là né bị lót, và khi mình lót cái kiểu đó rồi á, nghĩa là bắt đầu cơ thể đau nhức, đừng nói tao nhỏ đó mà nói cái miệng nói vậy mà mắt nó phải ra biểu lộ nha, à nữ ra rốt cuộc rồi á, cái tâm bệnh nó ảnh hưởng đến những cái bệnh của các căn. Con mắt giờ bình thường nói tới cái người đó là trợn trắng rồi, vân vân. Cho nên cứ tưởng tượng cái thân mình mà nó bị tắc nghẽn và đau nhức là phải đi châm cứu, phải đi bấm huyệt, phải đi massage. Thì cái khi mà chúng ta sống mà bị những cái kia mà nó cản ngăn rồi thì bắt đầu phải tìm cách bấm huyệt massage, nghĩa là chúng ta phải nghe giáo pháp để làm sao chúng ta thông được. Mà cái thông là gì? Nghĩa là chúng ta quán chiếu chúng ta thấy. Không gì gọi là ngủ. Thế thì cái mình mà không thật thì các sự hiện tượng, sự vật này. Cho ngày hôm qua, Pháp Hoàng nói thưa, mình nhẫn không có nghĩa là mình nhẫn cái gì? Nhẫn người xung quanh, nhẫn ngay cả bản thân. Tôi giận lắm, tôi muốn phát ra khỏi rồi. Mình phải nhẫn ngay luôn. Bây giờ mình nói nó mất hay. Đang đông đảo, có nhiều khi gia đình mình đang có tiền tùng, đang có khách vậy, quý vị bận ai, quý vị cũng nhịn phải không? Nhịn để sao? Để cho yên tĩnh, cho khách thoải mái ở nhà. Đó, cái trường hợp đó là nhẫn bản thân. Mình phải dằn xuống, mình phải yên xuống để cho mọi việc nó qua. Chứ trong cuộc sống này, nhẫn bản thân khó nhẫn hơn nhẫn với người ngoài. Tại vì khi cái người đó xuất hiện, mình nổi cơn giận, mình nhẫn được với cái cơn giận này thì mọi việc nó qua. Cho hôm nay á, Pháp Hòa chỉ xin nhắc thêm đại chúng cái ý nghĩa là chúng ta tu, nhiều khi mình đặt một câu hỏi, mình tu để làm gì? Tu để mình thông những cái hồi nãy mà nói, giống như mình bế tắc thì máu huyết nó lưu thông, mình làm cho nó thông để mình luôn xuất ra được cái chất liệu an lạc. Máu của mình đó, nó nghẽn chỗ nào đó, là mình bệnh chỗ đó. Vậy thì mình làm sao mình thông được những cái đó? Thì tự nhiên mình ví dụ có nhiều người ta nói trời sao chị tỉnh mơ vậy, nó nói gì mà chị không có phản ứng gì, tôi đâu thấy gì quan trọng đâu, trời nó nói gì quan trọng mình thêm vô nữa mà người kia ta thấy rất là bình thường. Thật sự có nhiều câu nói nó bình thường vậy đó mà mình người kia nghe nó buồn giận vậy, mà tự nhiên nó nói vậy mà chị nhịn được á, tôi đâu thấy nó nói gì đâu nghe không phải người này không biết gì nữa, nhưng mà người này cái tâm lượng nó bao nó rộng đó, chứ thấy câu nói đâu không quan trọng. Sở dĩ mà chúng ta khổ là vì câu nào chúng ta cũng thấy nó quan trọng. Cho nên nhẹ nhàng trong mọi việc. Vậy thì mình đặt cho mình một cái câu hỏi, tu để làm gì? Tu để đả thông kinh mạch. Mà những cái thông kinh mạch là gì? Là khi chúng ta bị bế tắc cái thấy nghe nhìn ngó của mình với tất cả người xung quanh. Và cái câu giúp cho mình được là gì? Không gì gọi là của ta. Đời này không có gì của mình nữa. Nhà bây giờ nói thực tế, chú quý vị mua cái nhà 500 ngàn mình ở, chưa trả hết nhà băng, cũng không phải của mình đâu, của nhà băng. Ai hỏi phải của mình không? Dạ của tôi. Nói nghe cho nó oai vậy đó. Đi làm muốn chết luôn để trả cái nhà đó, mà trả xong thì đó là của mình. Mà nói là của mình là tạm thời trả ốp đó, chứ gì cũng chẳng phải của mình. Tại vì người xưa đã xác định, phải không? Nhà cửa tất cả mọi gì chúng ta có là thuộc về của năm nhà: nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, nhà nước lấy, con phá sản, đâu phải của mình, phải không? Của thật năm nhà ta không có.
tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, nó là thuộc của năm gia đình. Con phá sản là một, nước trôi nè, lửa cháy nè, rồi bị chính quyền tịch thu nè, rồi giặt cướp vô và không phải. Khi mình quán được như vậy thì nhẹ. Thật sự ra quý vị đừng nghĩ rằng nói được làm không được, nói chừng nào tôi mới đạt đó. Quý vị làm được bữa nào mình vui được, mình không biết ngày mai mình tu giỏi được vậy không, nhưng mà thôi giỏi được bữa nào vui được. Ngày hôm nào mình xả được cái cơn giận cho ai, mình biết mình tu giỏi được bữa nào. Thế thôi, cứ tu từng bước đi như vậy, chứ đừng nghĩ rằng chừng nào thành Phật. Mình thành A-la-hớn mỗi ngày đây cũng khó rồi, cho nên mình không toàn giác, phải không? Nhưng mà mình giác được lúc nào an vui được. Nhưng mà chính vì mình giác được như vậy thường, cho nên mình gọi là thường giác, phải không? Phật là thường giác mà toàn giác, còn mình thì tuy không có toàn giác nhưng mà thường có những cái giác đó cũng là mình rồi. Rồi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là mình tu tập là để đả thông những cái bế tắc chấp trước của mình, để làm sao chất liệu an lạc nó luôn luôn trong cuộc sống của mình, từ cái nhìn thấy nghe của mình. Thì đó là cái mục đích mà chúng ta tu tập. Bởi vì chúng ta sống là muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn sống vui, sống khỏe. Và muốn vui khỏe thì phải có đủ tỉnh thức để chúng ta thấy rằng chúng ta đang có những điều kiện đó. Bây giờ sống vui chưa? Sống vui rồi. Rõ ràng là có ăn mà, rõ ràng có mặc mà, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn chưa vui? Thì chúng ta chưa đủ tỉnh thức để chúng ta nhận những hạnh phúc chúng ta không. Cho nên buổi sáng thở và cười là hạnh phúc rồi. Buổi trưa thở và cười là hạnh phúc rồi. Đâu? Nhiều khi cũng cười mà cười méo xẹo à. Nhiều khi cũng cười mà cười gượng gạo à. Nhiều khi cũng cười mà cười khinh che à. Cho nên bữa nào cười sảng khoái, cười thoải mái, cười an lạc, đó là nụ cười trọn vẹn của Đức Phật Di Lặc. Vì vậy mà chùa, các chùa hay để tượng Phật Di Lặc trước cửa chùa. Bởi vì mình phải hoan hỷ thì mình mới đi khắp cõi Ta Bà này. Bây giờ trong này có một câu hỏi nè, xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con rõ giữa sự khác biệt tâm không và tánh không. Trước hết là chúng ta hiểu được chữ không. Chữ không trong đạo Phật không có nghĩa là không có gì hết. Chữ không trong đạo Phật là không thật có. Nhớ nha, chữ không trong đạo Phật là không thật có, chứ không phải không có gì. Not real, chứ không phải là nothing. Ví dụ cái hoa này có không? Có. Nhưng mà dưới cái nhìn của đạo Phật này, hoa này là không. Vậy thì không gì? Không thật có. Cái hoa này nó có, nhưng mà nó not real. Thân này có không? Có. Nhưng mà có thật không? Không. Nếu mà có thật thì bất diệt, vì nó không thật, cho nên nó thay đổi. Mà đã là thay đổi cho nên nhà Phật gọi là không. Không thật có chứ không phải không có gì hết. Nhà này có không? Có, nhưng không thật. Có mà không thật. Tại vì một cơn chốt mà đi ngang có thể sập, một ngọn lửa đi tới là có thể cháy, vân vân. Thậm chí bây giờ chúng ta chỉ cần nửa tiếng mỗi người một cái đồ mở ra thì có thể rã ra hết cái nhà giả chiến này. Như vậy do dưới đạo Phật nhìn tất cả mọi hiện tượng sự vật có hết á, nhưng mà cái có này không thật có, cho nên gọi là không. Hiểu ý không? Vậy thì quý mình hiểu được chữ không này rồi thì mình mới hiểu rằng tâm không, tánh không.
cái tâm của mình đó nó không có chỗ trụ, thấy đâu xong đó. Ví dụ như nhìn trời thấy vui ghê nha, cái xe mình trời thấy ghê đó cho nên mình đổi tướng ào ào à, cho nên sửa cỡ nào cũng không có đổi được đâu. Sửa tâm không bằng, nghĩa là sửa tướng không bằng sửa tâm. Cho nên nhiều khi mình cạo được cái đầu mà chưa cạo được cái tâm. Mình xuất gia được khỏi cái nhà gia đình mình đang ở mà không ra được cái nhà phiền não. Cho nên xuất gia là ra khỏi cái nhà mình đang ở, là cái nghĩa căn bản. Cái nghĩa sâu sắc là làm sao anh ra khỏi được cái nhà phiền não mới gọi là xuất gia. Anh xuất gia mà ngày ai anh cũng phiền não, người nào anh cũng giận hết là anh chưa phải nghĩa của cái sự. Anh chưa ra được cái nhà phiền não, mà cái nhà phiền não nó mới giam mình mãi mãi. Còn cái nhà mình đang ở đó, dễ lắm, ra cái nhà đó mấy chốc, nhưng mà ra được cái nhà phiền não. Vậy thì cái tánh không là gì? Cái tánh không là mình thấy được cái bản chất của mọi sự mọi vật nó không thật có. Cái gì cũng là duyên đó, cái gì cũng là duyên sinh. Ví dụ bây giờ này đã, cái chân sắt giờ ráp vô cái này thì cái mình gọi cái này là cái bàn. Nhưng mà cái tánh không của cái bàn này á, là không có cái gì gọi là bàn đó. Chẳng qua chúng ta ráp nó như vậy, với cái mặt như vậy gọi là bàn. Đấy, hồi nãy quý vị vô mời, nói mời giảng sư, pháp sư gì lên pháp tòa. Pháp tòa là cái gì? Cái ghế này nha, bình thường ai cũng ngồi hết tuổi nhây sắp để ngay đây kêu pháp tòa. Nếu mà cái người mà ta chấp nó tòa là phải cái ngay ngồi lên diễm vệ kêu tòa. Vậy thì cái chỗ mà ngồi nói pháp thì kêu pháp tòa. Mà chút xíu sau đó đi về rồi nhắc cất vô, ủa cái pháp tòa này là cái nào, giờ là cái nào, nhắc cái nào. Vậy thì cái pháp tòa này là tạm đủ duyên trong cái buổi giảng này, đặt nó ngay đây thì gọi là pháp tòa. Mà nếu Pháp Hòa tối sáng nay mà lên đây mà nói pháp cho nên mới được danh là pháp sư, là giảng sư. Còn nếu mà Pháp Hòa không có giảng mà tụng kinh là kêu kinh sư. Cho nên nhìn tất cả các pháp, pháp là gì? Là hiện tượng sự vật. Hiện tượng sự vật xung quanh chúng ta, cái gì cũng là duyên sinh đó. Đấy, quý vị mà ngồi đang vậy là kêu gì? Pháp gì? Pháp đường hay là giảng đường, là tại vì ngồi nghe pháp. Chứ nếu mà sáng nay mà tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ kêu xin kính chào quý vị khán thính giả. Mà nếu mà Pháp Hòa lên đây ngồi về kêu pháp tòa, nếu sáng nay một ca sĩ mà lên mời lên sân khấu. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái tánh không nghĩa là cái bản chất thật của các pháp. Cái không, cái tánh không của nó, cái không tánh là không, không có cái gì cũng là duyên sinh và tỏ. Giờ cái tâm của mình, cái tâm không nghĩa là cái tâm nhận biết các pháp là không. Vì nó là không thì tâm mình nhận biết nó là không. Vì thế nó là cái gì mình nhận nó, thì cái tâm này nó cũng tùy cảnh duyên mà nó sự. Nhưng mà có một cái tâm chân thật, đó là tâm nhận biết như thật mà không so sánh, cái tâm đó gọi là tâm như. Còn cái tâm mà nhận đau so sánh đó là tâm vọng. Có một ví dụ, đây là hoa li li tâm chân đó, nhưng mà vừa khởi tâm chân cái tâm vọng nó phóng ra liền, xấu một phần bên ngoài. Mình vừa gặp đứa con của chú đó, ủa con là con của ba đó hả, sao xấu hơn ba con gì không. Tâm chân mới nhận ra tâm vọng nó quý hiểu ý không. Vậy cho nên mình á, tại tại sao hàng ngày chúng ta phiền não khổ đau đủ thứ, mà thậm chí làm bất lòng rất là nhiều người, tại vì cái kia nó cứ phóng ra ngoài. Ví dụ như bà vợ bà nói với ông chồng, ông ăn nói bậy bạ lắm nha, ông bữa nay đi tới giúp họ người ta, ông đừng có nói gì người ta giận nha, ông có ăn không rộn như vậy.
Ông gia tới cửa căn xe vô nói nè, vợ tôi dặn tôi bữa nay không được nói gì hết á, thật là tôi muốn nói gì hết rồi nghe, con mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa thôi. Đập nín được nguyên mũi đó, nín được nguyên mũi mà bà hồi sắp ra cửa một phát cho câu làm người ta giận. Rồi cũng ổng đó, bữa cá ổng đi tới nhà ta, cái ổng ăn tiệc cả thọ của bà mẹ xong cái ra cái cửa cái tôi nói trời ơi, bữa nay anh tới nhà tôi không cười nói gì hết trơn, anh gia đình tôi có làm gì buồn không? Dạ không, tại vì vợ tôi dặn rồi không được nói bậy bạ. À, nhưng mà thôi anh hỏi tôi nói nghe, nãy giờ tôi ngồi ăn tiệc ở nhà anh, tôi nhìn cửa nhà anh sao nó nhỏ quá, tôi sợ má anh chết tôi biết sao kêu ra. Nín được nguyên ngày cuối cùng nó sổ nhau. Quý vị hiểu ý là thế không? Dạ. Sau khi nghe pháp của quý thầy và quý sư cô, làm sao chúng con có thể nắm được ý và hành theo? Thưa đại chúng, hành theo thì khó, chứ nắm ý thì nắm rồi, chỉ có chưa có nắm đầu thôi. Thật sự ra mình nghe pháp mình nắm được cái ý, mình tụng kinh mình hiểu được ý, nhưng mà cái khó ở cái chỗ là chúng ta làm. Nhưng mà thưa, khó thì đâu phải là dễ, mà dễ thì không phải khó. Nếu đã khó thì không phải gọi là, nếu mà đã dễ thì không gọi là, mà khó thì không gọi là dễ. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được, chẳng qua chúng ta phải chịu khó. Vì cuộc sống này á, ai cũng khó chịu, quan trọng là chúng ta chịu khó. Cho nên sống với người khó chịu thì mình phải chịu khó. Vậy thì cái khó là gì? Là bởi vì chúng ta thường hay bộc lộ cái bực của mình rất là nhanh, tùy theo cái sự việc nó xảy ra. Cho nên làm sao chúng ta chậm nó lại vài giây, cứu vãn được tình thế. Ví dụ mình vừa định nói ra, không nói, bây giờ nói trong lúc này không hay. Nhưng mình chỉ chậm lại vài giây thôi là tình hình nó khác đi. Cho nên tập làm sao mà mình vừa định nói mà mình dừng lại tập cái chỗ. Cho nên mình hay tụng kinh còn thiền đó, mục đích là làm sao cho mình đủ cái đình để mình dừng lại trước khi mình react. Mình rất là, tiếng Mỹ nó gọi là fast react, mình phản ứng rất là nhanh. Mà phản ứng nhanh đó đôi khi không có lợi. Cho nên Khổng Tử ngày xưa có ba người đệ tử. Người ta tới hỏi ông đó là sao, ông đó là sao, ngày mới nói ông thứ nhất đó, rất là thông minh hơn con, ông thứ hai dũng cảm hơn con, ông thứ ba lòng thương hơn con. Thì người ta mới nói ủa, nếu ba người đệ tử dũng, trí và lòng thương hơn ngài, thế sao họ phải bái ngài làm thầy? Nói ông đó có dũng hơn tôi, nhưng ông đó không biết lúc nào phải nhút nhát. Ông đó trí tuệ hơn tôi, nhưng mà không biết lúc nào phải như không biết gì. Ông đó lòng thương hơn tôi, nhưng không biết lúc nào phải kèm lại. Chính vì họ không biết điều chỉnh cái đó, cho nên họ bái tôi làm thầy. Thầy nghĩa là người biết điều chỉnh. Cho nên mình á, làm thầy ai biết, làm thầy chính mình có. Mình làm sếp của mọi người xung quanh được, và làm sếp bản thân khó. Mình không có đủ control với những cái hàng ngày chúng ta phản ứng. Cho nên ngồi thiền và tập cho mình định, tụng kinh để cho mình định. Định để làm gì? Để đủ năng lực chiếu soi và ứng xử trong cuộc sống. Vẫn ứng xử nhưng không có nhanh nhẩu như ngày trước. Nhanh nhẩu là nhiều khi nó tạo ra xích mích không cần thiết. Mình vẫn phản ứng, mình vẫn đối lại, nhưng phải như thế nào để cho người ta đừng có phiền.
Có một ví dụ như đó, thưa đại chúng, khi mà mình nấu ăn đó, sau khi mình để gia vị vô rồi đó, mà thường đó, mình chưa có giỏi gì nấu ăn, mình hay để chút chút lắm không? Để thử miếng đường, nếm thử, học được thêm nữa. Chứ ít có ai mà nấu ăn thiện nghệ đến mức độ là để nhiêu là nó dính nhiêu. Thường thường mình sau khi mình nấu ăn rồi, cái phần cuối cùng trước khi múc ra là mình làm gì? Nếm thử, phải không? Cũng như vậy, trước khi lời nói của mình đi ra, nếm lại. Trước khi hành động của mình đi ra, nếm lại. Coi hành động này đã sẽ đưa người ta tới chỗ. Thật ra cuộc sống này nó đạo là gì? Đạo là gì? Đạo là con đường. Mà con đường này không phải chỉ có một con đường gọi là như thế. Mà con đường này luôn luôn, đường nào mình đi dẫn mình tới chỗ an lạc, an lạc là đạo. Thế thì đạo Phật không nghĩa là một tôn giáo chúng ta thờ cúng. Đạo Phật là con đường tỉnh thức giác ngộ. Nói rõ là con đường tỉnh thức. Anh làm việc gì anh phải tỉnh thức việc làm đó của anh. Thì có thể anh cũng dẫn tạo cho người ta buồn, nhưng mà cái mức độ buồn không đến đâu. Cho nên á, mình hôm nào quý vị nghe cái bài của bà Nam Minh Úc nói dễ làm thôi. À, ba con mất đến nay được 47 năm rồi, mà hiện giờ tro cốt của ba con còn gửi ở chùa bên Việt Nam. Nay con muốn đem tro đi rải biển, thì các nghi thức đem ra thì làm như thế nào? Thưa đại chúng, con người mình á, khi chết đi có mấy cách để mình giải quyết. Một là rải xong kêu là thủy táng, như bên Ấn Độ vậy đó, đem chôn xuống đất kêu là thổ táng hay địa táng, đem đi thiêu thì gọi là hỏa táng, đem lên rừng cho chim ăn gọi là điểu táng. Thì người Việt Nam mình thì không có điểu táng. Điểu táng là tính tức Tây Tạng á, tại vì bên Tây Tạng có những vùng núi không à, không có đất chôn, mà khô cằn cũng chẳng có lửa để mà gỗ để mà đốt, cho nên thôi thì đem lên cái ngọn núi cao đó chặt ra rồi để đại đó, đó cho cơm diều hâu con quạ những con thú rừng thú hoang nó ăn, để giải quyết cái thân thể đó cho nó xong, gọi là điểu tán. Mình nghe mình ớn mình nhăn mặt vậy, chứ nếu mà mình làm người Tây Tạng thì cũng là bình thường. Rồi thí dụ như giờ có nhiều người ấy, chết không dám đốt, sợ nóng, mà chết còn biết gì nữa là nóng, phải không? À, bây giờ thí dụ thôi, bây giờ đem đi đốt mà nóng á, mà bộ chung không ngọt sao? mà kiểu niệm ở Việt Nam không ngọt, thở không nổi luôn. Nào là ngòn mà dấn cây mình nhét vô, rồi mà mặt cưa trà lót cái dưới, rồi bao ni lông, rồi bao nhiêu lớp vải túng quấn đè muốn chết luôn, bao chôn cũng ngọt lắm chứ. Thành thử ra cái đó chỉ là một cách để chúng ta giải quyết một cái thi thể sau khi mất. Bây giờ nếu mình thiêu xong rồi, một lúc nào đó mình muốn đem rải, thì thật ra nếu mà đơn giản cầm rải là xong. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta muốn làm cái gì đó nó cho có nghi thức một chút, thì quý vị đến khấn ông cụ, khấn người thân nhé. À, hôm nay sau mấy mươi năm con thờ cho cốt của ba, thôi thì hôm nay chúng con muốn để thủy táng cho cốt của ba cho nhẹ nhàng. Thôi thì nếu mà ba có hiểu được thì cũng hiểu rằng thân này chỉ là tro bụi, không có gì dính mắc. Thôi ba đừng dính mắc vào cái tro cốt của mình, tức là mình in case, mình làm một cái nghi thức và cũng như để phòng ngừa là người đó còn dính mắc những cái gì mà của thân thể mình, rồi sau đó mình niệm Phật, mình đem đi giải thôi. Không có gì, không có một cái gì nghi thức long trọng, đại khái mình có thể tự làm được. A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy nghĩ gì về bài độ ta không độ nàng đang hot ở Việt Nam? Thầy có nghĩ nó làm người khác nghĩ sai về giáo pháp của Phật giáo không ạ? Thứ nhất, em chưa nghe bài độ ta không độ nàng đang hot ở Việt Nam, tại vì bây giờ đang lạnh quá, ở ngoài đường đang lạnh lắm,
có bà chưa nghe bài này, nhưng mà tối hôm qua thì cũng có biết cái bài, có nghe nói cái bài này. Thì cái nội dung thì có bà nghe chưa có rõ, thì có nghe cái tựa thôi. Thì bây giờ thì căn cứ trên cái tựa này, căn cứ trên cái tựa đó thì có thể là người ta sẽ hiểu lầm là cái tính chất bình đẳng độ sanh của đạo Phật không có. Vì rõ ràng cái câu là độ ta không độ nàng, nghĩa là I only know myself, I don't care about you. Thì cái vì cái bài đó, vì cái lời tựa đó, không biết cái nội dung bài hát như thế nào, nhưng mà có thể phản ứng của người ta là làm cho thấy rằng đạo Phật đi sai cái tinh thần của đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo bình đẳng độ cho tất cả mọi người. Đây là mình nói theo cái chữ nghĩa ha. Còn có thể mình hiểu sâu hơn một chút về cái ý của cái câu này á, là người ta muốn nhắc rằng mỗi người mình phải tự độ lấy mình mà đừng trông mong ai độ mình. Có thể cái chiều sâu của cái bài hát này người ta muốn nói cái đó. Tức là Đức Phật thường xác định á, tự mỗi người hãy thắp đuốc lên mà đi, không có ai làm được gì cho hết. Cho nên quý vị nhớ có cái bài kinh gọi là Hải Đảo Tự Thân, các vị đừng nương tựa ai mà phải nương tựa với chính mình, phải nương tựa vào hải đảo của chánh pháp, đừng nương tựa ai hết. Vì người ta không có cái nương tựa nào bền chắc. Ví dụ bây giờ quý vị nương chồng sống, chồng đâu có sống hoài với mình, bữa nào ông chết cái mình hụt hẫng, không mình dựa ông qua ông mỏi lưng cái ông quay cái mình té, không hoặc là bữa nào người khác dựa ông thích hơn ông chạy qua kia cho người ta dựa mình mất chỗ dựa, đâu có dựa ai đó. Nếu mà nói theo cái nghĩa sâu sắc á, là ở đời này không có cái nương tựa nào mà vững chắc, cho nên mình nương tựa Tam Bảo, mà nương tựa Tam Bảo phải dựa tượng Phật. Mà nương tựa Tam Bảo nghĩa là mình nương vào giáo pháp của Phật mà mình sống. Có một ví dụ, quý vị nương vô cái vị thầy đó để mình tu tập, nhưng mà hôm nào thầy đó mình phát hiện là thầy không phải như mình nghĩ, thì lúc đó mình có nương tựa cái người nói và mình nương tựa cái bài pháp đó. Cái đó đạo Phật gọi là y pháp bất y nhân, nương tựa vô cái pháp, đừng có nương tựa vô cái người nói. Vì có thể người nói chưa làm được những gì họ nói, nhưng mà cũng có cái câu là họ nói ra được những gì cao siêu để mình nương vô đó mình làm. Quý vị có học cái ở đây nó có cái phần mấy đứa nhỏ chơi là Simon Says á. Simon Says, mình nghe người đó nói, đừng nhìn người đó làm, vì người đó có thể làm trật. Y pháp bất y nhân. Mà trường hợp cái người giảng sư đó, ông thầy đó lớn nói, cái ý ông rất là hay, nhưng mà cái lời nói ông nghe không được, trường hợp đó đừng giận ông, mà phải nương cái gì, y nghĩa bất y ngữ, nương cái nghĩa ông nói, còn cái cách nói của ông đừng quan tâm. Nhiều khi ông không có cái khéo nói, hoặc là ông lỡ lời ông nói câu đó không hay, nghe không được, vì theo mình thì trường hợp đó đừng đương vô cái câu nói ông, mà đương cái ý ông nói. Cái đó là y nghĩa bất y ngữ. Mình có tư y đó, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Nên đương cái trí tuệ của mình, nhận thức biết, chứ đừng có đương theo cái thức, đó là cái nhận thức của người khác. Còn cái cuối cùng là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Hãy đương vào cái nghĩa chân thật tột cùng, còn những cái nghĩa bất liễu nghĩa chỉ là tạm. Cho nên á, Pháp Hòa không có biết hết cái nội dung, nhưng mà có thể cái người biết bài này, ý người ta chỉ muốn nói là nàng đừng phải chờ tôi cứu nàng, mà chúng ta phải tự độ chúng ta. Đó là cái ý Pháp Hòa đoán vậy thôi. Quý vị phải nghe lại. Còn ví dụ như nhiều khi mình chỉ đọc cái câu nói đó thì có thể tạo sự độ ta không độ nàng, nghĩa là tôi chỉ độ tôi thôi, tôi không thể độ nàng. Mà ví dụ như trường hợp có một cô gái đó, giờ cô thương thầy đó, cô nói là thầy phải độ con, thân con chết. Mà nếu thầy độ cô thì ông phải nói là tiếng mà gọi là cái nghĩa độ đó. Mà ông bây giờ thầy quyết định đó, thầy phải cảm hóa cô này, thầy không thể nào ra đời, nhưng mà để cho cô
quý vị có biết phim thoát trần đột quỵ Ngọc Lâm Quốc Sư, khi mà cô gái đó thương thầy đó rồi bắt buộc thầy phải ra đời cưới thì thầy cũng phải ra đời, nhưng mà trong cái đêm đó thầy thuyết pháp làm sao để cho cô thầy tỉnh thức và trả thầy về lại cho chùa, chứ không ép cổ lần ông không ép thầy làm chồng cô nữa. Cho nên mình chưa hiểu được cái ý, nhưng mà nếu cái ý mà sâu sắc nghĩa là đừng trông mong ai độ mình, mà mình phải tự độ chính mình. Như là lời Đức Phật nói, các vị phải tự thắp đuốc lên và đi, và tự mỗi người phải tu tập để cảm hóa bản thân, chứ không thể đợi người khác độ mình được. Con xin số phone và địa chỉ để đăng ký tu học ở Canada. Vì con có nghe, vì con nghe có nhiều người giả mạo danh thầy cho địa chỉ giả. Cô đừng có lo, ghi danh tu là không ai dám giả đâu, mà xin tiền người ta giả dữ lắm. Gần đây có nhiều người giả tên Pháp Hòa lên trên Facebook, lên trên mạng mượn danh Pháp Hòa để xin tiền, nói là đi làm từ thiện giúp người này giúp người kia vậy đó, rồi cho tài khoản rồi để chuyển tiền. Và có nhiều người nghe như vậy thì chuyển tiền đi, nhưng mà thật sự Pháp Hòa chưa hề kêu gọi ai làm cái việc đó, mà đặc biệt là nhắn tin qua cái phone cá nhân của mọi người. Thì có nhiều người, người ta biết số phone riêng của mình, người ta nhắn qua, người ta nói ồ thầy Pháp Hòa đây, nhiều khi quý vị thương quý Pháp Hòa, Pháp Hòa kêu gọi cái quý vị ủng hộ, nhất là làm từ thiện nữa, cho nên xin thưa là không có. Nếu mà có đi nữa đó thì cũng từ chính thức cái trang nhà, cái website của tu viện Phúc Lâm, chứ Pháp Hòa không có nhắn riêng cho từng vị. Chút xíu nữa đây con có địa chỉ này, có gì Pháp Hòa sẽ email cho con. Đầu tiên con kính xin chúc thầy có nhiều sức khỏe để truyền chánh pháp cho Phật tử chúng con tu học. Con xin thầy hoan hỷ giúp con hiểu được ý nghĩa cúng trai tăng và cúng lúc nào. Từ khi trong gia đình có người mất, ngày từ ngày mất đến 49 ngày. Thưa đại chúng, trước hết mình nói chữ trai tăng. Chữ trai á là một bữa cơm. Đúng ra chúng ta gọi là ăn trai chứ không có ăn chay. Ăn chay là CH là không có đúng, đó là mình nói trại. Đúng chữ là ăn chay, vì chữ chay nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Vậy thì chay tăng nghĩa là làm một bữa cơm chay. Thầy nói bây giờ cho dễ hiểu là làm cơm chay để cúng dường chư tăng thì gọi là trai tăng. Mà chữ tăng á là một đoàn thể của những vị xuất gia, dù vị đó là nữ tu như các sư cô, các thiền sư, chứ không phải trai tăng là bữa đó tiếp trai cúng các thầy only. Lâu nay người ta hiểu lầm là trai tăng nghĩa là cúng cơm vậy đó, rồi cái nói rồi đi đâu, phải không? Thật ra chữ đi là mình thêm vô để mà định quý sư cô, chứ thật sự ra quý sư cô cũng là tăng rồi, bởi vì tăng là một đoàn thể của những ai sống theo lời Phật, sống tỉnh thức theo lời Phật là tăng hết, chứ không phải mình thêm chữ đi là mình biết. Ví dụ như kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni là mình thêm vô để nói rõ là chư tôn đại đức thượng tọa có nữ có nam. Vậy thì trai tăng nghĩa là bữa cơm trai cúng dường chư tăng, trong đó có quý sư ngô luật. Và không nhất thiết khi nào có hữu sự với trai tăng, như là gia đình người thân mất, bất cứ lúc nào cũng có thể trai tăng được hết. Nhưng mà đặc biệt khi gia đình mình có người thân mất hay bệnh hoạn, mình cúng dường trai tăng là để gì? Mình muốn nhờ năng lực của chư tăng nhiếp tâm vì người thân của mình mà hộ niệm cho họ, chuyển năng lực công đức của chư tăng hồi hướng cho người thân mình, chớ không phải đợi chết cúng trai tăng. Và cũng đừng, không cần nhất thiết phải chờ 49 ngày mới cúng trai tăng, trong 7 tuần thất đó tuần nào thuận tiện mình cúng đều được.
và thậm chí 6-9 ngày mình cuốn cũng được. Nhưng mà đặc biệt là vì trong thời gian người đó đang chuyển nghiệp để tái sinh, cho nên chúng ta nhân lúc đó tạo nhiều công đức lành để hồi hướng cho người thân đó, để họ nương nhờ công đức đó mà họ có thể tái sinh vào những cõi lành. Cho nên trai tăng nó có hai phần. Có khi mình chỉ cúng cơm thôi, thì thường có khi gọi là trai phạn. Chữ phạn là cơm ấy, nghĩa là để cúng cơm mà không có cúng dường những cái phần khác. Còn có nhiều vị ta gói thêm cái khăn bằng chải đánh răng, kem đánh răng, những cái vật dụng cạo râu tóc vân vân, thì cái đó gọi là phần tứ sự. Có khi người ta làm gọn nữa thì ta để bao thơ tịnh tàng cúng dường, thì cái đó là trai tăng đó. Còn nhiều khi ta không có cúng gì hết, ta làm bữa cơm ta cúng kêu là trai phạn. Tuy nhiên bình thường ta vô ta đấy, con xin nhờ thầy tổ chức cùng con bữa cúng dường trai tăng. Thầy cũng hỏi là phần trai tăng đó là cơm nước đâu, hay là có thêm những cái vật dụng cúng dường. Nó dạ không, gia đình con chỉ xin cúng bữa cơm. Vậy thì chùa sẽ chuẩn bị cho con bữa trai phạn. Còn mình muốn thêm phần kia thì tùy mình, cái đó không bắt buộc. Nhưng mà trai tăng theo cái nghĩa đơn giản là làm bữa cơm cúng dường trai tăng. Giờ sáng rồi có quan tới cái người cũng trai tăng rồi đó. Xin thầy cho con biết tụng chú Đại Bi tại nhà có tốt không? Con nghe nói nếu tụng chú Đại Bi hay chú Vạn Sanh ở nhà, vợ chồng hay nghi ngộ vì các vị kim cang bực mình. Trời đất ơi, nếu mà ông kim cang nào bực mình thì ông không phải là kim cang. Vị Phật tử không hiểu hỏi đó thì tốt, nhưng mà cái người nào mà nói với mình cái điều này nè là người đó đang lạc vào một cái gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Là cái thấy sai lầm. Cái thấy sai lầm. Không có một bài kinh nào mình tụng và không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì mình tụng kinh đó, so ra mình tụng kinh và mình hát những bài nhạc tình buồn đứt ruột trong nhà mình, hát nhạc tình buồn đứt ruột trong nhà cũng không có tội, không đọa lạc, không gì hết. Nhưng mà bất quá cái lợi ích nó không bằng tụng kinh. Vậy thì tụng kinh được lợi ích chứ tại sao tụng kinh lại bị kim cang nó họ giận? Mà nếu mà tụng kinh mà ông kim cang để ông bực thì ông lại hát ông mới vui. Thành thử ra đây là một cái nhận biết sai lầm gọi là tà kiến. Chưa có một quyển kinh nào nói điều này, mà đa số chúng ta nó có cái hay nè, kinh không có nói mà mình nói không à. Không có quyển kinh nào mà Phật nói không có được tụng chú Đại Bi trong nhà, được tụng chú Vãng Sanh trong nhà, các ông kim cang ông bực. Mà ví dụ như giờ ông bực thì ông đi chỗ khác để người khác thích ta vô nghe, bác gì gì ông bực mà nó tụng. Ông mà ví dụ ta nói vậy nè, chị đừng có đi cái chùa đó nữa nghe không, ở trong chùa nó có 5 bà 8 bực chị lắm, chị đừng tới đó nữa. Không lẽ gì bà đó bực tụng đi chùa, phải không? Thành thử ra ông nào bực đi chỗ khác chơi. Nhưng mà thật sự không có ông nào bực hết. Tại vì nếu mà ông bực thì ông đâu phải là kim cang. Ông mà bực thì ông đâu phải thần thánh. Cho nên không có cái chuyện đó. Nói ra là mình thấy quá sai rồi. Cho nên quý vị cứ tụng không có gì hết. Tụng Đại Bi là để làm gì? Để cho lòng từ bi mình mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Nếu nói theo cái nghĩa đó, Đại Bi mà, bi là từ bi, đại là lớn. Mở đầu Đại Bi nói sao? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm, nghĩa là tâm từ bi không có gì ngăn ngại hết. Và chính tâm từ bi không có gì ngăn ngại, cho nên có thể nhìn thấu ngàn nỗi khổ của chúng sanh để đưa ngàn cánh tay tới cứu độ. Ngàn con mắt là tượng trưng cho thấu hiểu, ngàn cánh tay là tượng trưng cho che chở, lân bẩn, cứu giúp, cho nên là thiên thủ thiên nhãn. Mà nếu anh không có tâm đại bi sẽ ngăn ngại anh làm không được.
đó, quý vị ngồi ngoài sân đó là tiên phủ thiên nhãn. Quý vị không thương Pháp Hòa, quý vị không có chịu ngồi làm gì đâu. Chưa chắc con cháu mình biểu mình ngồi nữa. Cho nên quý vị ngồi đó không phải nghe Pháp mà ngồi để thể hiện tình thương. Mình ngồi đây ổng buồn. Cho mình thể hiện tình thương không ngăn ngại. Lòng từ bi mà có rồi là không ngăn ngại. Đây gọi là tiên phủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm. Còn chữ Đà Ra Ni á, là tiếng Phạn. Chữ Đà Ra Ni là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là tổng trì. Tổng trì nghĩa là gì? Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gom hiểu thấu hết các pháp, cho nên hành trì các pháp không ngăn ngại, gọi là tổng trì Đà Ra Ni. Thế tại sao tụng Phật Kim Cang Nam Phật? Mà mình tụng chú Đại Bi là để tăng trưởng lòng từ bi. Thí dụ nè, Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Gia, con xin kính lễ Tam Bảo, quy kính Phật, quy kính Pháp, quy kính Tăng. Cái câu mở đầu là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Gia. Rồi nổi cái câu, nổi cái chữ án ha. Nhớ không? Nhớ chữ án không? Án nghĩa là gì? Chữ án có 6 nghĩa. Án nghĩa là cát tường, nghĩa là tùy thuận. Nếu chúng ta sống mà biết tùy thuận các pháp, tùy duyên các pháp là chúng ta án rồi. Cho nên mỗi câu chú đều có cái mật nghĩa trong đó để cho chúng ta hành trì chúng ta. Còn chú vãng sanh, nghe chữ vãng sanh là thấy khỏe rồi. Vãng là đi tới, sanh là sự sống. Mình đang sống khổ nè, qua hết cái đời khổ đó rồi là vãng sanh. Năm rồi đời sống gia đình tôi rất cơ cực, gia đình không yên, tiền nông thiếu thốn. Năm nay đỡ quá chừng đó, vãng sanh rồi. Như vậy thì vãng sanh nghĩa là mình mong mỏi mình đi tới một cái chỗ sống tốt. Mà cái bài chú đó nói cho đủ là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sân tịnh độ Đà Ra Ni. Đó là tên của bài chú. Bạc là nhổ ra, nhổ cho sạch. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, nhổ cho sạch tất cả nghiệp chướng căn bản. Để làm gì? Để vãng sân tịnh độ. Giờ nói cách khác, người nào còn nghiệp chướng sâu dày, sống vui sống không nổi, dỗ được cái phiền não khổ đau liền có vãng sanh. Ví dụ giờ đấy, tôi mới vừa quẹo vô cửa nè, tôi thấy cái con nhỏ đó là tôi quay về liền, bị mất vãng sanh rồi, hết giận người đó rồi, đi vô đây tự do. Mà nếu mà mình giận người đó mà mình không đi là mình bị nghiệp chướng cản trở, không được vãng sanh, phải không? Cho nên tụng chú niệm Phật không có gì không được hết. Quý vị đừng có sợ tụng kinh, nghĩa là tụng kinh gì mà gọi là phần quở hay là hộ pháp không vui gì. Mình không tu các ngày mới buồn thích. Còn cái mình tu tập mình tụng kinh mắc chi buồn. Cho nên mình bực thì có, trong cái chuyên can là bực. Hỏi tại sao bực? Tại khó tụng hết. Tại sao nói là tu sáu thời trong ngày, xin thầy giải thích chúng con. Thưa đại chúng, nếu nói về thời gian, một ngày có sáu thời: sáng 3, chiều 3, chiều sáng, sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, giữa hôm, gọi là sáu thời. Sáu thời này còn tượng trưng cho sáu căn. Thí dụ mình đấy, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nếu nói về thời gian là sáng, trưa, chiều, tối, phải không? Giữa trưa vân vân, một ngày có sáu thời. Sáu thời còn tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thời nào căn nào cũng hạnh phúc. Vua Trần Thái Tông có làm cái nghi thức sám hối sáu căn, chia ra một ngày sáu lần sám hối. Vậy thì cái sáu thời nói trong nhà Phật nói về cái thời gian
là thật sự là sáu thời đó. Còn nếu nói về pháp tu thì chúng ta làm sao làm cho cái sáu căn của mình được bình an mỗi ngày. Quý vị nghĩ coi, có nhiều khi một tiếng đồng hồ mà giận hết 60 phút do mình thấy nó mình bực. Thưa kính thưa thầy, con theo đạo Công giáo, con lập gia đình, chồng theo đạo thờ ông bà, ít thấy đi chùa. Qua Mỹ gia đình con có theo họ hàng đi chùa vào các ngày lễ của chùa. Thưa thầy, con khi con đột ngột chết chồng và con còn làm theo phương pháp đạo Phật thì con hướng theo đạo Phật không? Vì con chưa quy y và con đã làm tất cả bí tích theo đạo Công giáo, nhờ thầy giải đáp cho con yên tâm. Con cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, trong cuộc sống của chúng ta chỉ sợ chúng ta tuyên bố rằng tôi không có đạo gì hết, cái đó mới mệt. Thật sự con người sống phải có đạo, bởi vì đi mà không có đường là đi chậm hết. Đi đâu phải biết đường, làm gì phải biết cách, sống ở đời phải có đạo. Đạo Phật, đạo Chúa, đạo tin lành, đạo gì mình tin đó, tốt hết, không sao hết đó. Vì có đạo là có đức, ta kêu đạo đức. Người có đạo là sẽ có đức, tùy theo cái nhận của người ta, ta tu tập. Còn riêng đạo Phật là con đường dẫn dắt chúng ta sống tỉnh thức, chứ không thuần túy là một tôn giáo kính thờ như chúng ta xưa nay suy nghĩ. Thì bây giờ cô là đạo Chúa, nhưng mà cô có ứng dụng những gì của đạo Phật chỉ dẫn tốt thôi, làm giàu cho cái sự tu tập. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta không ai không muốn hạnh phúc, an vui cả, không luận người đó đạo gì. Con nít nó cũng vui, nó cũng muốn vui vậy. Nó đang chơi đồ chơi mình giữ lại của nó biết hét, biết la. Thế thì con nít nó cũng muốn vui, có đồ chơi là nó mừng. Như vậy thì con người dù nhỏ lớn đều thích vui vẻ, thì đạo giúp cho chúng ta sống an lạc vui vẻ. Đặc biệt là đạo Phật chỉ dẫn chúng ta cách sống và những phương thức nào để làm cho cuộc sống chúng ta an ổn hơn. Quy y hay chưa quy y không sao hết. Quy y là gì? Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y là chúng ta quay trở về để nương tựa. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Quy y nương tựa người thầy là Đức Phật, giáo pháp của ngài là Pháp bảo, toàn thể tu tập. Quy y để mình phát nguyện chính thức trở về nương tựa để nhắc nhở mình tu tập. Còn riêng cô đã có đức tin với Chúa, cô cứ giờ cô không cần gì. Nhưng mà cô vẫn theo những gì Đức Phật dạy để sống cuộc đời mình an ổn hơn và thậm chí giàu có hơn, bởi hai cái giáo lý mà chúng ta dung dứt được tốt. Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu biết thêm về sự khác biệt giữa pháp sư, giảng sư và minh sư. Ghê quá. Thưa đại chúng, cái chữ pháp sư á, là người Trung Hoa thường gọi cho tất cả các thầy, các sư cô. Trung Hoa không có giống Việt Nam mình phân biệt đây là sư cô, ni sư, sư bà, thượng tọa, hòa thượng. Trung Hoa không phân biệt kiểu đó. Ai mà đi tu, người Trung Quốc đều gọi là làm hòa thượng đó. Đi làm hòa thượng hết rồi. Tất cả đi tu đều gọi vậy. Và tất cả các thầy, các sư cô Trung Quốc đều gọi là pháp sư đó. Trừ khi nào á, cái vị đó ở trong cái chùa đó, họ thường tới lui chùa đó, họ quy y với vị thầy đó, họ tới lui chùa đó thì họ gọi cái thầy trong đó là sư phụ. Họ gọi sư phụ là đặc biệt khi họ nhận vị đó làm người thầy của mình. Còn khi họ gặp mình á, trong cái tổng thể họ gặp mình, họ đều gọi mình là pháp sư.
Còn riêng vì cái chữ pháp sư theo nghĩa là gì? Là ông sư, là ông thầy giảng pháp, gọi là pháp sư. Còn chữ giảng sư là tiếng Việt, ông thầy chuyên môn đi thuyết giảng gọi là giảng sư. Và có khi chúng ta còn gọi là pháp sư theo nghĩa của người Việt hiểu, đó là pháp sư là ông thầy nói pháp. Còn có thể hiểu là sư này sống trong Phật pháp gọi là pháp sư, sống trong giáo pháp của Phật là pháp sư. Vậy thì ai cũng là pháp sư. Còn giảng sư á, đi giảng đi thuyết là giảng sư. Còn nếu mà nói cho tận cùng nữa thì tất cả chúng ta các thầy đều là pháp sư, vì thầy nào còn sống trong giáo pháp của Đức Phật là pháp sư. Còn nếu nói giảng á, không phải ngồi trên bàn pháp tòa mới kêu giảng đâu. Đời sống mình có ba cách thuyết pháp: thuyết pháp bằng ngôn ngữ, thuyết pháp bằng hành động, thuyết pháp bằng tư duy, gọi là gì? Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Có nhiều khi thầy đó thầy không có thuyết pháp, nhưng mà cái cách sống của thầy hàng ngày mình gần gũi, mình học được rất nhiều từ bài học từ cách sống của thầy đó, gọi là thân giáo. Vậy thì pháp sư, giảng sư gì cũng được đó, nhưng mà cái nghĩa nó là vậy. Còn minh sư á, theo mình hiểu là thầy nào mà gọi là tu tập giỏi rồi thế này thế kia chứ là minh sư. Nhưng mà pháp riêng Pháp Hòa thì Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng để mình nhận minh sư hay hơn, nhẹ nhàng hơn. Nếu mình đi cầu một thầy perfect, hoàn hảo để mình nhận là minh sư thì chắc có lẽ chiếm đời này chắc cũng khó kiếm. Thôi bây giờ mình nhận minh sư kiểu này nè, mỗi thầy có cái hay để mình học, là mình minh sư đầy vậy. Còn mình bắt buộc thầy đó phải hoàn hảo thì không có hoàn hảo. Thế nếu mà không đưa một người hoàn hảo, chẳng lẽ cả đời này mình không có minh sư? Mà ví dụ như thầy kia giỏi về mặt này, thầy này á, rất là nhẹ nhàng, học cái tấm nhẹ nhàng của thầy. Thầy này rất là từ bi, thầy kia giảng pháp nói chuyện rất là hay, mỗi thầy đều có cái hay để mình học, thì cuộc đời mình đi tới đâu cũng gặp minh sư. Còn nếu mình nói không, tôi đi tìm thầy nào mà nếu mà ông thầy là minh sư mình chắc theo cái điểm mình chấm, phải không, thì mình kêu là minh sư. Mà nếu mà thầy đó không có dám nhận đâu, hỏi thầy có phải minh sư không, dạ không dám, ta thôi thầy không phải minh sư tôi không nhận. Thế cuộc đời này mình đi tìm hoài cũng ra, rồi cuối cùng mình sống cuộc đời mà không có thầy hướng dẫn. Còn nếu mình nhẹ nhàng hơn, mỗi thầy đều có cái hạnh để tôi học hết, thì tự nhiên tâm mình nhẹ ra và mình không có expect bất cứ cái gì, mà mình thấy thầy nào cũng có cái hay để mình học.